Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 11. Chúng ta học tiếp phần nghiệp là có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện đưa đến sự tiến hóa tâm linh và nghiệp bất thiện đưa đến sự bất an và đau khổ. Và phần phân loại thứ hai là chúng ta phân loại đó là cái khi mà thân hoại mạng chung rồi đó thì chúng ta sẽ đi tái sanh về đâu. Thì trong phần này chúng ta chia ra hai phần nhỏ là tái sanh về cõi dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Nếu chúng ta không phải là những bậc hành giả đã đắc thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới thì con đường tái sanh của chúng ta sẽ đi vào cái cõi dục giới. Chúng ta loại trừ ra vậy để biết là mình sẽ tái sanh về đâu. Và một cái phân loại nhỏ trong cái phần này đó là chúng ta sẽ đi tái sanh theo cái nơi mà mình thọ nhận quả nghiệp. Và đặc biệt là cái nơi thọ nhận quả nghiệp này đó là nó đi trong cái cảm thọ mà thuộc về nghiệp cảm. Giống như chúng ta đã từng biết rằng đó là trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đó, chúng ta tiếp nhận các cái quả mình qua lục căn. Tức là chúng ta tiếp nhận qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu mà hàng ngày trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta tiếp nhận được những cái đẹp, những cái tốt. Mình ở căn nhà đẹp, đồ dùng của mình đẹp, khung cảnh xung quanh đẹp, những người sống chung trong nhà mình cũng là cái người đối xử đẹp, hàng xóm cũng tốt đẹp với nhau, trong một đất nước xã hội cũng tốt đẹp. Thì cái phần chính yếu thì đó là cái phước lớn của mình. Cái nghiệp cảm của mình đó khiến mình được tái sanh vào cái nơi mà hàng ngày đó cái lỗ tai của mình đó, không những mắt mình thấy cái đẹp, lỗ tai mình được nghe những cái lời nói tử tế, thân thiết với mình. Không phải ở trong nhà mà người ta tục tằn thô lỗ, mà cũng không phải bước ra đường xóm giềng mà nghe những cái lời tục tằn thô lỗ. Khi mà chúng ta phải sống chung với những người nói năng thô lỗ thì đó là cái tổn phước của mình, cái thiếu phước của mình. Thành ra mình giao dịch mà mình gặp những cái người nói năng như thế, đó là sự thiếu phước của mình. Cho nên mắt của mình trông thấy cái gì là nó đem đến hài lòng, đẹp ý là phước. Cái gì nó làm cho mình khó chịu là thiếu phước. Tay của mình cũng vậy, mũi của mình ngửi cái mùi cũng vậy, mà lưỡi của mình xúc chạm trong những thức ăn, thức uống, thân mình được ở cái nơi mà cái nắng gió nó điều hòa, tình cảm trong gia đình đó, mọi cái sự xúc chạm nó đều là một cái nguồn của tình cảm thân ái hết, thì đó là cái phước báo. Rồi cái điều cốt lõi nữa là những cái suy nghĩ của mình, những ước muốn của mình, những cảm xúc của mình nó đem đến cho mình sự an vui thì đó là phước báo, còn nếu không là ngược lại. Thì khi mà những cái sự tiếp xúc đó đó là nó câu thông với lại một cái thế giới bên ngoài, thì khi nó câu thông như vậy đó thì tức là chúng ta đang tiếp nhận cái quả. Và khi tiếp nhận cái quả thì thường thường đó, những cảm thọ nó khởi lên. Và cái đặc biệt là khi cảm thọ khởi lên thì chúng ta lại thọ hưởng cái cảm thọ đó. Và khi thọ hưởng những cảm thọ đó, nó hình thành một cái dấu ấn. Ví dụ đơn giản thế này, cái hồi nhỏ mình còn nhỏ vậy, mình ăn những cái món ăn gì mà mình thấy là nó ngon kỳ lạ như vậy thì cho tới bây giờ những cái đó nó vẫn còn tái trở lại trong những con cảm thọ thuộc về lưỡi của mình. Mình vẫn đi tìm những cái cảm xúc đó trở lại. Hoặc là khi hồi nhỏ vậy, mẹ đút cho mình ăn món ăn khổ qua đắng quá chẳng hạn, và bây giờ là khi mà nó trở lại cái đó, mình vẫn thấy những cảm thọ đó. Nói về cái tình cảm cảm xúc của mình đó, khi những cái đau khổ mình không thể quên được thì đó là cái dấu ấn. Và khi những cái niềm vui không thể quên được là những cái dấu ấn, thì những cái đó nó trở lại. Như vậy nhớ nha, khi tất cả mọi sự xúc chạm, mọi tiếp nhận cái quả chúng ta thì cảm thọ đều khởi lên. Nhưng cái phần thứ hai đó là cái phần chúng ta đó thưởng thức. Chúng ta đó là hưởng thụ những cái cảm thọ đó.
Thì cái đó là cái phần thứ hai. Và cái này nè, nó tạo nên đó, những cái cảm xúc sống động trong cái đời sống của chúng ta. Và chúng ta không dễ gì mà không bị dính vào trong cái chỗ đó. Bởi vì chúng ta nhớ rằng chúng ta sinh ra trong cõi dục. Thì tất cả những cái dục lạc khởi lên hoặc trái ngược với dục lạc, nó đều đưa đến những cái cảm xúc. Và trong những cái cảm xúc này đó, nó đều có những cái cảm thọ thuộc về lạc hỷ, thuộc về khổ ô, thuộc về xả, hành xả. Nó đều có những cái cảm xúc này nó khởi lên. Và khi những cái cảm xúc này khởi lên á, thì sư cô có nói rằng nó có một cái phần là mình thọ hưởng. Những cái thọ hưởng này nó để lại những cái dấu ấn. Những dấu ấn không phai. Và khi những cái cảm xúc nó đi như thế này đó, thì chúng ta mới nói rằng là nó hình thành nên cái nghiệp cảm. Bởi vì chúng ta nhớ rằng chúng ta có hai cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Thì tất cả những cái nghiệp cảm đây, nó đi từ trong cái dòng nghiệp này nó đi ra. Tất cả những niềm vui và những điều không vui đều khởi lên những cái cảm thọ. Và đều chúng ta có hưởng những cái cảm thọ này và nó hình thành nên cái nghiệp cảm. Và cái nghiệp cảm này khi chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả nào thì chúng ta sẽ rơi vào trong những cái phần mà chúng ta gọi là nơi thọ nhận quả. Cái quả nghiệp này đây, khi đi tái sanh thì nó là cõi khổ, hoặc là cõi nửa lạc nửa khổ, hoặc là cõi nhàn, hoặc là cõi nhàn tịnh. Thì nó nghiêng về cái mặt cảm xúc này đây. Thì chúng ta tái sanh tới đó trong cái dòng nghiệp cảm của mình, nó đi từ những cái nghiệp chúng ta gieo xuống thiện hay bất thiện đây, nó hình thành cái nghiệp cảm. Và chúng ta tái sinh nơi đó đó, thì những cái cảm xúc này nè, trong cái dòng nghiệp cảm này nó khởi lại. Cho nên cái cõi, cái cõi mà quỷ khổ này đây, là cái cõi mà những chúng sinh này đó thấy khổ nhiều hơn vui. Hiếm khi có cái vui, mà chỉ là thấy khổ thôi. Vậy vì vậy cái chỗ này đó, chúng ta nhớ rằng khi chúng ta sanh ra làm người thì cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của chúng ta đây, hãy nhớ rằng sanh ra làm người, hai cái dòng nghiệp này đó, thì lúc mà chúng ta sanh ra đời đó, thì bao giờ cũng vậy, cái dòng nghiệp thiện nó lớn hơn, nó mới được sanh làm người. Nếu cái dòng nghiệp thiện này mà nó thấp đó, thì chúng ta sẽ sanh ra súc sanh và những cái cõi khác. Vậy chúng ta nhớ điều này là cốt lõi. Như vậy tại sao suốt cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta sống mà chúng ta để cho những cái nỗi buồn nó cứ rai rứt vào trong tâm của mình. Chúng ta cứ buồn nè, cứ khổ nè, cứ lo âu nè, cứ bất mãn nè, cứ không hài lòng này. Thì chúng ta làm một cái bài toán, một cái phép tính, một cái để cân đo đong đếm, thì chúng ta thấy đời này nè, cái niềm vui chúng ta ít mà cái khổ chúng ta nhiều, thì thi thân hoại mạng chung, tái sanh về đâu biết rồi. Sư cô có gặp một cái bác đến chùa, năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Đi đứng thì không có thể nào mà ngay ngắn được hết. Và cái đầu thì không còn minh mẫn nữa. Thì khi sư cô hỏi thăm cái người thân đó, cụ đau bệnh như thế nào, thì cô này bảo là bây giờ tất cả nó suy sụp thôi, chứ chẳng có đau bệnh gì rõ ràng cả. Nhưng mà cái nguyên nhân rất lạ lùng ở cái chỗ là cô này hồi còn trẻ là một cái người rất là năng động, rất là giỏi giang, mà sống rất là tích cực. 20 tuổi lấy chồng, đến khi có thai 4 tháng đó, thì biết được cái người chồng mình ngoại tình. Và cô cũng là khuyên răn chồng mình rất nhiều, nhưng mà
Ông chồng cũng vẫn dứt áo thôi. Thì cô này mới uống thuốc tự tử. Nhưng mà không phải nhầm cái thuốc nó quá độc, là một cái loại thuốc khác, nó là thuốc tẩy mà thôi. Thì khi đưa vô bệnh viện như thế đó, thì cái thai nó hư. Rồi cô ấy nằm mê man như thế, đến khi người ta cứu chữa được rồi đó, thì trở về chỉ có la với hét với khóc than thôi. Thì trong gia đình đó là cha mẹ anh chị em nó thấy quá thương đi, cho nên là cứu mang. Cho đến khi bây giờ đó là cha mẹ mất hết rồi, thì mấy chị em cứu mang. Thì chúng ta thử tưởng tượng, mình được sinh ra làm người. Mình sinh ra làm người, mình là cái người giỏi giang trong gia đình. Cha mẹ rất là thương, mà lấy chồng có thai 4 tháng. Chỉ vì người ta đã rẽ sang cái lối khác, mà mình làm cho mình đó chìm đắm cái cuộc đời như thế này. Thì quý vị thấy con đường tái sanh chưa? Vì người này không hiểu được một điều đó, là do quả của tà dâm. Cho nên á, mình gặp phải một cái người trăng gió, nhưng không chấp nhận cái quả của mình. Mình đòi lại cái thứ mà mình không có được đó. Sau khi mình thấy tuyệt vọng rồi đó, thì mình hủy hoại cái thân xác này. Và bây giờ thì sống mấy chục năm nữa rồi, năm nay là gần 80 tuổi rồi. Thì chúng ta tính đi, gần 60 năm như thế, chìm đắm trong cái nỗi đau khổ và mơ mơ màng màng không tỉnh như vậy, thì quý vị nhìn thấy con đường tái sanh. Cho nên chúng ta phải sáng suốt để hiểu rằng đó, hôn nhân là một cái phần nhỏ trong cái đời sống, mà nó đó là do cái tiền kiếp là nhiều nhất, và nó nằm trong cái giới của mình, nó không đi đâu xa cả. Và nếu chúng ta không biết thì chúng ta đã tự chọn cái con đường đau khổ rồi. Nhưng cái phần thiện nó còn lại rất ít, mà cái phần khổ đau nó rất là nhiều, để đưa đến con đường tái sanh. Một cô gái cũng 20 tuổi, có người yêu, người này đi làm ăn xa, không biết sống chết như thế nào, không liên hệ về. Và cô này cứ thế mà nhớ, mà nhớ mà khổ. Rồi nổi điên lên, lột quần lột áo chạy ngoài đường. Cha mẹ anh em phải đón bắt về, xiềng cô ấy. Và tháo được xiềng thì đi. Và đi như vậy á, thì cũng thiếu gì thứ đàn ông xấu xa. Và nó làm cho cô phải mang thai và đem cái đau khổ cho cả gia đình. Và những đứa con như thế đó, là phải gửi vào cái viện cô nhi vì ông bà không có nuôi nổi. May là đã không phá thai. Và bây giờ khi mà nhốt lại thì chỉ biết gọi tên cái người bạn của mình, và đồng thời đó chỉ xin cha mẹ mở trói cho mình thôi. Thì chúng ta thấy nó là cái gì đây? Chúng ta vào trong những cái bệnh viện tâm thần, những nhà thương điên, thì chúng ta thấy đây, chúng ta thấy rõ con đường tái sanh. Bởi vì những cái cảm xúc nó đi từ trong cái dòng nghiệp của quá khứ, và nó mang theo trong cái kiếp hiện tại, và nó làm cho cái dòng nghiệp này đó tốt hoặc xấu nó phong phú hơn lên. Thì con đường tái sanh của chúng ta phải đi vào cái con đường cảm thọ này, và sinh ra trong một cái cõi mà những chúng sinh đó chỉ thấy khổ mà thôi. Và khi những người khổ mà ta ở với nhau đó, thì người ta cũng sẽ cấu xé nhá. Khi mình buồn bực, mình tức giận, thì mình cũng làm cho quấy nhiễm cả một cái thế giới chung quanh của mình. Mình như con mực vậy đó. Cái khi mà nó để cho nó bảo vệ cho nó, thì nó phải phun mực ra. Mình thì không biết bảo vệ cái gì, nhưng bảo vệ cái mình đã mất mà. Nó mất là nó đi luôn rồi. Chúng ta biết tất cả những cái nghiệp thiện và bất thiện, những cái cảm thọ nó đến rồi nó đi mà. Quy luật của nó là đến rồi đi. Nhưng cái vô minh của chúng ta chỗ đó, là chúng ta, nó đến chúng ta không muốn nó đi. Nó chưa đi mà ta hài lòng, ta muốn đuổi nó.
Chính vì cái chỗ mình không hài lòng, mình đuổi nó là một cái nỗi đau khổ. Chính mình hài lòng nó ra đi, mình không chấp nhận nó ra đi, đó là đau khổ. Chúng ta có tỉnh táo lại để chúng ta nhìn là tất cả các pháp đến rồi đi. Cũng như ngày hôm nay đây, lúc này mình rất là tử tế đàng hoàng, nhưng chút nữa đó, ai chọc mình nổi điên lên thì cái chuyện đó nó cũng đến rồi đi mà. Những cái đời sống tâm thức của chúng ta đó, cái sở hữu tưởng mình nó lưu lại như những thước phim, cũng giống như trong nhà mình mà gắn camera vậy đó. Những chuyện nó diễn ra rồi nó ra đi, nhưng mình là người chủ nhà, về mở máy vẫn thấy nó hiện ra. Nhưng nó đến rồi nó đi, nhưng mình lưu giữ lại. Và chính cái lưu giữ đó, khi mình không hiểu biết đó, mình tăng những cái cảm xúc lên. Những cái cảm xúc thuộc về thiện, những cảm xúc về thuộc về bất thiện khởi nó tăng lên. Và nó tích lũy trong cái ý nghiệp của mình. Nó ảnh hưởng ra trong cái lời nói, trong cái cách ứng xử của mình. Và vì vậy khi thân hoại mạng chung, cái thế giới mà mình tìm đến đó, mình có thể thấy rõ trong hiện kiếp này. Chúng ta nhìn thấy điều này để chúng ta hiểu được trong tứ diệu đế đó. Đức Phật nói tất cả nguồn gốc đau khổ của chúng ta là nằm ở tham dục. Vì thế người ta dính mắt không? Người ta đến rồi người ta đi, nhưng mình níu lại. Người ta bật tin tức, người ta không quay trở lại, không biết gì lý do gì, nhưng mình níu. Người ta sống với mình, nhưng người ta đã ra đi lâu rồi. Đến khi mình biết là quá muộn rồi, vậy mà mình vẫn níu bằng mọi giá, bằng mọi cách. Có phải mình vô minh không? Có phải vì cái ái dục đó nó làm cho mình tâm tối không? Để đưa đến điên cuồng, để đưa đến hủy hoại cái đời mình. Tất cả cũng chỉ vì những cái cảm xúc này. Và như vậy chúng ta đây đó, nuôi dưỡng những cái cảm xúc bất hạnh cho đời mình, thì chúng ta sẽ tái sanh vào cái cõi nào nó phù hợp đó, để mà chúng ta đây lại thọ hưởng. Và khi chúng ta thọ hưởng những cái cảm xúc đau đớn nơi mình đó, thì chúng ta đã trở thành ma vương. Ma vương không có xa lạ đâu. Khi người ta gặm nhấm những cái nỗi đau người ta, người ta thưởng thức những cái nỗi đau đó. Nói chữ thưởng thức người ta nhìn không ra, nhưng mà khi người ta lan rộng cái nỗi đau đó bằng cách kể lể, bằng cách khóc than, để cho nó hạ đi cái nỗi phiền muộn trong tâm của mình. Nhưng thật sự đó là cái sự hả hê của ma vương, mà chúng ta đi không nhận ra cái sự tinh tế của nó khác nó. Và nó hình thành nên một cái thói quen. Và cái chữ thói quen này chính là nghiệp đây. Người ta đã cố gắng hết sức để muốn cho mình vui vẻ, để muốn cho mình chấp nhận cái thực tại của mình, để mà mình sống trong cái thực tại sống động này. Nhưng không, mình vẫn chìm trong cái tâm tối đó. Để mình đi thọ hưởng những cái nghiệp cảm này. Đôi khi đó, người ta sống như vậy đó, để người ta tìm một cái cách chứng minh rằng người ta vẫn một lòng một dạ với cái đối tượng mà người ta đã tôn sùng rồi. Nhưng người ta đi là người ta đi rồi, hết duyên hết nợ rồi, nó là keo rã hồ tan rồi. Chỉ có mình là dương vấn. Và mình muốn khi người ta hiểu tới mình thì hiểu rằng là mình đã đau khổ đến giường nào,
mình đã héo hắt đến nhường nào, và mình đã tận cùng của cái nỗi đau như thế nào để người ta xót thương mình mà người ta quay trở lại. Ô, chúng ta đang ăn mày một cái sự thương hại mà chúng ta không thấy nhục nhã. Bởi vì tất cả những cái pháp bất thiện đều đưa đến sự đê hèn, sự thấp kém và không biết nhục nhã là gì. Bởi vì pháp bất thiện không hiển lộ được sự tàm quý. Nó không có tàm, nó không có quý. Và vì vậy nó muốn hiển lộ bằng mọi cách để nó thể hiện cái ái dục của nó. Đây là gốc của sự đau khổ và cái gốc để đưa đến sự thoái đọa, để người ta chìm đắm ở trong cái cõi khổ không biết chừng nào ra. Bởi vì nó bất định, bởi vì nó là quá sinh, cho nên người ta cứ lùi tới trong cái cõi đó. Và trong các cái cõi khổ này đó, thì cai quản các cái cõi khổ này đó có một cái vị mà trong cái tiếng Việt chúng ta gọi là Diêm Chúa, hay gọi là Diêm Vương. Trong tiếng Bali nó là Yasa. Thì tất cả các cái tầng địa ngục, và mỗi tầng địa ngục nó thường là có 4 cửa hoặc 8 cửa, thì mỗi một cái cửa đều có Diêm Vương đứng đó hết. Và cái phước báo cho ai đó mà đi rơi vào trong cái tiểu địa ngục hoặc là đại địa ngục á, gặp được Diêm Vương, mà Diêm Vương hỏi còn nếu mà tạo cái ác nghiệp quá lớn đó thì có khi không gặp Diêm Vương, mà có thấy Diêm Vương thì Diêm Vương cũng không có hỏi. Vậy Diêm Vương hỏi cái gì? Diêm Vương hỏi này người kia, có thấy ta đã gửi 5 sứ giả xuống trần gian không? 5 sứ giả đó là thứ nhất là sinh, cái thứ hai là bệnh, cái thứ ba đó là sự trừng phạt, sự già và sự chết. Ngươi có thấy không? Có biết không? Cái người này nói không biết, thì cho quỷ sứ dẫn đi vào ngục luôn. Còn nói nếu người này nói dạ biết, thì Diêm Vương mới hỏi, khi nhà ngươi biết như vậy đó, thì trên thế gian ngươi làm được cái việc gì tử tế, ngươi nói ta nghe. Thì người này nói lại những cái thiện nghiệp mình đã làm. Tôi thấy bệnh khổ quá, cho nên là tôi không có dám tiêu xài phung phí, tôi để dành tiền đó tôi trợ giúp cho những cái người bệnh không có thuốc uống, những người mổ không có tiền, cho nên tôi giúp họ. Tôi thấy tội nghiệp quá, tôi thấy bệnh là khổ, tôi thấy già là khổ, cho nên sớm tôi đó có những người già thì tôi nấu được cái miếng ăn gì tôi cũng hay bưng lại cho bà, hoặc là bà cần cái gì thì tôi cũng giúp cho bà, vân vân. Thì những người này sẽ kể lại những cái việc mà mình thấy cái sứ giả, 5 cái sứ giả đó xuất hiện trong cái đời sống của mình, thì người ta đã làm những cái việc để mà xoa bớt được cái nỗi đau khổ đó. Thì từ cái chỗ đó, sau khi nghe xong thì Diêm Vương sẽ trợ giúp cho người này đã thấy cái thiện nghiệp của mình, thì người này thoát. Cho nên cái thiện nghiệp đó bao giờ nó cũng giúp cho mình thì ra khỏi cái khổ cảnh, Dương thoát rồi. Cho nên người nào mà còn trẻ đó mà giữ cha mẹ của mình đó, ở nhà để làm tôi tớ cho mình đó, thì chưa có đứa con nào bất hiếu bằng những đứa con đó. Tại vì cái người già rồi đó, người ta còn một chút sức đó, người ta đến những cái chỗ người ta làm từ thiện vui, làm ít mà vui thì được sống đó. Hoặc là đi công quả ở chùa, hoặc là đi giữ lễ lạc, hay nghe pháp, nghe nhiều, nghe ít gì cũng được, nhưng mà có ở trong cái môi trường nó được. Thì cái khi thân ngoại mạng chung đó, người ta có rơi vào khổ cảnh thì người ta nhớ, đi làm từ thiện với chị em vui quá, vô chùa cũng vui quá, giữ lễ cũng vui quá, nghe pháp vừa nghe vừa ngủ, nhưng mà lúc nào nghe được cũng thấy vui, thì thoát. Thì thấy chưa?
Mà ngày nay đó, từ Việt Nam cho tới nước ngoài á, thì sư cô thấy đó, người ta hay đem cha mẹ đến làm ô sin trong nhà, chắc ăn khỏi sợ ăn cắp cũng trở, lại không có phải trả lương nữa chứ, không có cái gì bất hiếu bằng cái việc làm như vậy. Khi mình khó khăn mình nhờ được, nhưng không có giam cầm trong chỗ đó. Mình tìm mọi cách để chỉ nhờ trong một cái thời gian cho phép mà thôi, không có quá đáng. Thậm chí ngày thứ bảy chủ nhật đó, để muốn đi chơi thì cũng đem con về gửi cho cha mẹ để đi chơi. Chưa biết báo hiếu cho cha mẹ cái gì, nhưng cái đó là cực kỳ bất hiếu. Tại vì những cái việc thiện nè, trong cuối cuộc đời đó, nó là cái ấn tượng mà. Và sư cô có giảng cho quý vị nghe đó, về cái việc mà trong cái giờ của mình chết đó, thì nó giống như là một cái chuồng đấy. Và khi nó mở cái cửa chuồng này ra đó, thì những cái con bò ở trong này nó đi ra, thì con nào gần cái cửa nhất thì nó ra trước. Thì đấy, cuối cuộc đời mình là gần cái cửa nhất rồi, mà mình không làm điều thiện, mình không đi học giáo pháp. Quý vị nhìn thấy cái hình ảnh một cái người đàn bà trên 70 tuổi đó mà chở ma túy rồi để phải án tử hình không? Thì cái giờ đó nếu tử hình thì chúng ta biết đi về đâu rồi. Thấy cái già nó tới rồi, thấy cái chết nó tới mà không tỉnh ngộ. Thấy người ta đau bệnh bất ngờ, người ta chết như vậy, không sợ. Vì chưa tới bệnh. Cho nên người ta không có hướng về cái điều thiện, không có làm cái điều thiện, thì cõi khổ sẽ hiện ra. Và chính vì khi làm người đó, chúng ta biết tăng trưởng cái điều thiện đó. Mà khi thân hoại mạng chung, nếu mà chúng ta vì những cái nghiệp cũ, cũng như cái nghiệp trong cái kiếp vừa đây, kiếp mới vừa chết đây đó, người ta phải xuống cái cảnh khổ, thì cái phước báo là gặp được diêm vương. Và một trong cái tiền kiếp của Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng có một cái tiền kiếp đó, là diêm chúa đây, tức là diêm vương đây, để dùng cái năng lực của mình đó, mà giúp cho những cái người mà người ta phạm tội đó, người ta nhớ rồi được tất cả những điều lành người ta đã từng làm để người ta thoát. Nhưng mà thoát là để thoát ra khỏi cái cõi khổ kia. Nhưng mà tái sanh về cái cõi người chẳng hạn, thì những cái khổ nó vẫn đeo đẳng, nhưng mà chúng ta tìm cách để thoát ra, chứ không nên lưu giữ lại, không có nên nhắc nhở hoài, không có nên làm cho nó sống lại những cái cảm thọ bất hạnh của mình, là những cái cảm thọ khổ. Bởi vì nếu chúng ta làm sống lại hoài, thì cái con đường khổ chúng ta phải ở đấy để mà nếm trải, cho đến khi nào tỉnh ngộ ra. Cái câu này sư cô vẫn lặp đi lặp lại hoài, để cho quý vị nhớ rằng bất cứ trong cảnh giới nào, nếu chúng ta thấy mình đau khổ, thì phải nói với mình á, cái gì là sự sống thì tiếp nhận, cái gì là cái chết phải vứt nó đi. Đau khổ là cái chết, cái đưa đến cái tù túng, cái đưa đến cái tâm tối, cái đưa đến sự bóp nghẹt, đưa đến sự tàn úa, đưa đến sự hủy hoại, nó không phải là sự sống. Chúng ta dại dột khi chúng ta đau khổ vì ai đó. Chúng ta dại dột vì tất cả những cái sản nghiệp chúng ta làm ra, chúng ta không giữ được. Có phước mới giữ được chứ, không có phước sao giữ được. Ngày nào chúng ta còn thân người, ngày đó chúng ta có phước. Tài sản ra đi rồi trở lại mà. Chúng ta nghe thấy ngày cấp cô độc không? Ngày bố thí cúng dường, sạch hết tiền bạc rồi, đâu còn gì nữa đâu. Nhưng mà ngài vẫn làm. Thì một cái vị thần đó, tá túc trong cái nhà của ngài cấp cô độc đó, nó nói rằng ông ơi, bây giờ đâu có còn tài sản gì nữa, đi bớt lại, bớt cái cúng dường lại một chút, mới còn lưu cái tiền để mà sống. Chứ bây giờ có bao nhiêu đem ra cúng dường làm phước hết rồi, đó là hết, lấy gì sống. Thì ngài cấp cô độc nói rằng ta không muốn nghe những cái điều này.
Nếu nhà ngươi còn nói nữa, đi ra khỏi nhà ta. Mà cái vị thần này thì thương ngài Cấp Cô Độc, cho nên là nhịn không được, vẫn khuyên nữa, thì ngài đuổi ra. Thì ngài đuổi ra, cái vị này đi lang thang. Đi lang thang mà rất thương cái người chủ nhà này, nói làm sao mà giúp đỡ cho cái người này, mặc dù đuổi đi mà không có oán hận, làm sao phải giúp đỡ. Thì khi đó đó, Long Vương mới nói rằng là với những cái tài sản mà những người mắc nợ ngày Cấp Cô Độc nó bị chìm xuống dưới biển, người giúp cho người ta tìm lại đi. Nếu người ta tìm lại những cái tài sản này, người ta sẽ trả nợ cho ngày Cấp Cô Độc. Thì ngày Cấp Cô Độc lại có tiền làm phước cúng dường nữa, thì ngươi có thể trở về đó để sống tiếp. Thì quả nhiên cái vị thần này đó đã giúp cho những cái người mà ta bị mất cái tài sản đó, ta tìm lại được tài sản rồi người ta lấy cái đó, người ta mới trả nợ cho cái ngày Cấp Cô Độc. Thì ngày Cấp Cô Độc lại có thể tiếp tục cái con đường mà mình thấy rằng đó là cái phước báo. Cho nên là trong cái đời sống mình nhớ, đừng nhớ ai hết, mà nhớ cái điều này. Đời mình duy nhất á, chỉ có cái việc làm á, là làm thế nào để pháp thiện và thiện trí khởi lên thôi. Đời đời kiếp kiếp chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có nhớ tới ai cả. Cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, đủ duyên thì gặp lại kiếp này, tới đâu hay tới đó. Nếu còn duyên còn phước với nhau thì đường luân hồi sẽ còn gặp lại. Mà gặp lại cũng chỉ gặp trong cái thiện và thiện trí mà thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn nếu không á, là sẽ bi lụy, sẽ khổ đau. Quý vị có thấy cái thời đại nào đó mà cái hạnh phúc của Ma Dương đó, của Ma Dương này, nó dữ dội không? Bây giờ mình kết bạn với người ta mà người ta thấy mình không phù hợp, là người ta từ chối mình đó, thì mình giết cả nhà người ta, mình đốt, mình giết chết Ma Dương đấy. Nó mang cái hình hài của con người, nhưng mà cái cảm thọ của Ma Dương nó cực kỳ mạnh, nó trở mặt liền cho mình thấy á, mình thấy một cái. Ở bên đây nè, cái tâm tham mà nó hiện ra với cái lạc và cái hỷ đây, và tâm sân đây, nó hiện ra dưới một cái dạng là khổ, là ưu, mà hành vi của nó là ác nghiệp. Còn đây đó, nó là bất thiện nghiệp. Hay nó càng đi đến cái hỷ lạc này chừng nào đạt được hay không đạt được gì, thì cái đỉnh cao nó sẽ đi về đây, không thoát đâu. Người Việt Nam mình nói rất là đơn giản như thế này: yêu nhau lắm cắn nhau đào. Đây, yêu nhau lắm cắn nhau đào. Hồi được thì muốn gì cũng được hết, thì cần giết. Có người còn nói thế này: tao không giết mày chết đâu, nhưng mà tao làm cho cái mày ra người không ra người, ngộm không ra ngộm. Và nó làm đúng như vậy. Cho nên không biết sao mà bao nhiêu cái vết xe nó đổ rồi mà người ta vẫn đi vào cái con đường khốn khổ đó, không nguôi, không nguôi. Và cái tà danh này á, nó rải đều trên khắp thế giới này hết. Mình nhìn một cái hiện tượng vậy, mình biết cái con đường tâm tối đã tới rồi. Những đứa con sinh ra từ trong quả của tà dâm, những đứa con sinh ra từ trong cái quả bất thiện của giới thứ năm, là nghiện ngập rượu chè, ma túy, tình dục vân vân, thì những cái thế hệ đó là ai ở trên cái thế gian này? Chúng ta thấy, chúng ta đã thấy. Cho nên quý vị thấy thiên tai, cái nước Mỹ còn chữa không nổi, mấy ngàn người nhà cửa cháy chết, mặc dù cái phương tiện là tối ưu, rải những cái bột
từ trên xuống. Có những đội chuyên nghiệp đó cắt đứt những cái cánh rừng để cho nó không có cơ hội mà cháy tiếp, bảo vệ nhà cửa tối đa, vậy mà nó vẫn cháy. Khi mà lửa thì chúng ta hiểu gì? Chúng ta hiểu nó là quả đại đấy. Mà quả đại nó nằm trong gì? Nằm trong cơn sân đấy. Ngày hôm nay đó, kể để chúng ta học đi đó, để chúng ta sẽ hỏi rằng là ai còn nói rằng là không biết là ma quỷ có thiệt hay không, hay là nói chuyện mê tín dị đoan, có hay không có, xin trả lời. Thì đây, trong trường bộ, bài kinh số 20, trường bộ này, cái bài kinh gọi là Mahasamaya Sutta, gọi là bài kinh đại hội. Thì để rồi in cái bài kinh này cho quý vị. Thì trong này đó là cái Đức Phật cùng với các cái vị Phật đó tụ họp với nhau, và các cái tỳ kheo, và Đức Phật có giảng. Thực ra không phải là giảng kỹ, nhưng mà có nêu lên tất cả những cái chúng sanh mà ở trong bốn cái cõi khổ này chúng ta thấy. Nên là nhiều người gặp sư cô hỏi, sư cô có ma hay không có ma vậy? Sư cô nói, cô hỏi vậy giống như là cô hỏi là có châu Phi hay không. Đấy, khi mà mình học về cái lịch sử mà tiến hóa của con người đó, mình mới nói khi con người ta đó mà thấy sấm sét, thấy mưa bão, thấy giông gió, thấy lửa, ta sợ quá cho nên ta tôn lên là ông thần lửa, ông thần sông, ông thần núi, ông thần này thần nọ. Thưa quý vị, không phải tôn lên mà có thiệt. Một cái cây đây, cây nhỏ thọ thần nhỏ, cây lớn thọ thần lớn, có hết. Người nào có đi ra Phú Quốc á, thì thấy tại cái phi trường Phú Quốc nó có một cái cây nó không lớn lắm. Bây giờ Phú Quốc muốn mở rộng cái phía đó ra, không mở rộng được. Tại vì đó không có một cái công ty cây xanh nào đó mà tới đó có thể chặt được cái cây đó, mà đốn được cái cây đó. Hãy đem xe ủi tới thì nó chết máy, đổi xe nào nó cũng chết máy, mà thử lại chặt biết. Đó là thọ thần đó, ta không chấp nhận như sao? Và đây trong kinh điển có đầy đủ. Trường Bộ Kinh số 20 thì quý vị sẽ thấy có đầy đủ. Ở trong cái thế giới mà chúng ta được đem ra nói đây, rất là ít, chúng ta không nói được nhiều đâu. Bởi vì trong cái đạo Phật chúng ta không chú trọng tới cái này, chú trọng tới con người. Vì con người một nửa lạc nửa khổ, mà cái phước con người sinh ra phần thiện nó nhiều, cho nên vươn lên dễ. Bởi vì sư cô vẫn nói với quý vị là trong mọi hoàn cảnh, dẫu chúng ta bị bức bách thế nào, thì chúng ta phải nhớ rằng con đường sống của chúng ta là con đường thiện. Dẫu người ta có kề dao người ta giết mình đi nữa, nhưng con đường tái sanh của mình đó không phải là các cái cảnh khổ đây, mà chúng ta sẽ tái sanh làm người. Còn nếu mà chúng ta vì sợ ảnh hưởng tới cái mạng sống của mình mà chúng ta chấp nhận làm cái điều ác, thì thân hoại mạng chung rồi đó, thì không còn có con người nữa, không bao giờ hết. Cho nên có những người, người ta lâm vào trong cái thế cùng đường đó, thì người ta trở nên ác. Người ta không muốn ác mà người ta trở nên ác, vì đó là sự chọn lựa. Chúng ta nhớ rằng trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta chọn lựa đó. Ta chọn lựa giữ giới, không phạm giới. Vì phạm giới là con đường thoái đỏ, cho nên chúng ta chọn con đường giữ giới. Và nhờ cái con đường giữ giới này đó mà chúng ta thoát khỏi tất cả những cái cảm xúc của chúng ta đây, mà nó bị lôi kéo vào trong cái tham hỷ này đây, tham thọ dục này đây. Chúng ta không bị lôi kéo vào. Còn nếu không bị lôi kéo vào, tất cả những cái trường hợp người ta ngoại tình, đàn ông ngoại tình hay đàn bà ngoại tình, đều dính vào cái cảm thọ này hết. Cái cảm thọ thuộc về cái tham thọ hỷ đây, người ta ra không nổi. Người ta biết hết, người ta ra không được. Vì người ta không xác định rằng cuộc đời người ta nằm ở đâu, mà ta chỉ xác định rằng
nếu ta hưởng được một cái cảm thọ hỷ lạc trong vấn đề gian dâm này là tất cả cuộc đời của người ta. Mà người ta không thấy rằng cái thiện hỷ này mới tất cả cuộc đời của mình, xác định sai. Cho nên con đường tà dâm thuộc về ngoại tình đó, nó cực ác. Âm mưu cùng với tình nhân giết chồng xong, đem bỏ ở dưới cái kênh nước xong á, thì trở về ngay chính tại cái giường mà giết chết người đó. Thì hai người đó là sống cái cuộc đời tâm tối của mình, cái chỗ của người vừa mới chết, mà không biết nhân quả là gì cả, mà không biết rằng nó có một cái thế giới của ma, của quỷ đây. Nó chết vậy nó đâu có siêu, và nó thấy hết tất cả, không bao giờ thoát được hết. Chứ cô có tiếp xúc với một cái người đó là công an về hình sự, thì ông mới nói như thế này. Người này cũng lớn tuổi rồi, có nói thế này: tất cả những trường hợp giết người không bao giờ có thể thoát khỏi pháp luật. Người ta có thể chạy trốn mấy chục năm nhưng không bao giờ thoát được. Sư cô nói chính xác. Tại vì cái dòng đó nó luôn luôn đeo đuổi, nó ở trong cái thế giới của ma, nó đeo đuổi. Và nó bằng mọi cách đó, nó giúp cho những người khám phá cái vụ án đó đó phải khám phá ra, không thoát khỏi đâu. Và khi nào chúng ta thấy rằng thật sự nó có một cái thế giới mà thuộc về các cái cõi khổ này đây, chính xác cũng như là chúng ta mà đi ra chợ, đi ra đường phố đó, là chúng ta thấy tất cả đều là con người hết. Nhưng mà cái người nó sẽ giết người đây, nó cướp của đây, mình thấy nó không ra. Tại vì cái thời đại bây giờ không phải chỉ có người bần cùng mới sanh đạo tặc, mà nó xuất hiện dưới cái dạng nó rất là bảnh bao. Từ cái áo, cái quần nó cũng xài hàng hiệu đấy, nhưng mà coi chừng nó giết đấy. Tại vì nó chỉ sống bằng cái hưởng thụ, và ngày đêm nó nghĩ cách làm sao đó giết người ta để mà nó lấy cái tài sản đó nó hưởng thụ. Cho nên là nó ăn mặc rất là bảnh bao, đi xe rất là bảnh bao. Ăn cướp bây giờ lái xe hơi đi, chứ không phải là đi chân không bằng quần xà lỏn đâu, không có, có chuyện đó. Và bất cứ giờ nào cũng cướp được. Bởi vì có thấy rõ trong cái thời đại này không, khi mà đất nó quá lên kim cương chứ không phải vàng đó, thì quý vị thấy anh em chém nhau rất dễ, đoạn tình đoạn nghĩa rất là dễ. Cha mẹ đã chia của cải tài sản rồi, đây là cái nhà thừa tự vẫn xé nát ra, đó là thức ăn của quỷ đói, đâu phải thức ăn của con người. Nếu con người thì phải hiểu rằng cha mẹ đã nuôi mình, đã cho mình đầy đủ rồi, rồi đây là cái chỗ thừa tự để còn biết cội, biết nguồn, để còn biết rằng có dòng, có tộc, có anh, có em, có họ hàng. Nó xé ra nó ăn thì chỉ có quỷ dữ mới ăn những thứ đó thôi. Nhưng bây giờ quý vị thấy tất cả không? Trong ruột thịt của mình chưa biết ngày mai ra sao. Cái người đầu ấp tay gối mình chưa biết họ thành cái gì, chưa biết đâu. Vừa ý họ thì khác, không vừa ý họ thì hãy nói đó, coi chừng. Vậy thì chúng ta tin vào đâu? Chúng ta chỉ tin vào cái điều thiện, và cái thiện trí cứu chúng ta ra mọi hoàn cảnh thôi. Và cái thiện là một cái năng lực, như sư cô nói rồi, mà nó lại là một cái tiềm năng, nó bảo vệ cho mình thôi. Ngoài ra không có ai cả, không có ai cả. Vì thấy không, đi xuống dưới những cái cảnh khổ, diêm vương cai quản tất cả, mà một cái câu hỏi thôi mà chúng ta ngay kiếp này chúng ta nhìn ra sinh lão bệnh tử và tất cả những cái hình phạt ở trên thế gian này nó hiện diện ra đó. Chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta đã giải quyết ứng phó như thế nào để mình thoát. Nếu mình có làm được thì đối mặt với Diêm Vương, Diêm Vương gợi cho mình tất cả những cái ý lành mình đã tạo ra được, thì cứ nói đâu. Khi mình nói đến đâu, chúng ta nhớ nha, trong cái lộ thuộc về lộ ý, lộ ngũ nó sẽ nối kết với lộ ý, và từ đó nó sẽ hình thành nên là cái
lộ để chúng ta phát ra cái tiếng nói, thì trong đầu chúng ta đã nhớ lại những cái điều thiện, đã từng làm điều thiện, nay mới có thể trình bày với Diêm Vương được. Thì cái thời gian đó đó đủ để chúng ta sống lại những cái thiện hỷ này, và sau khi nói chuyện xong với Diêm Vương là thoát khỏi cái cõi khổ. Khi mà chúng ta tụng kinh cầu siêu cho tất cả những cái hương linh hoặc những cái vong linh mà chưa có siêu thoát đó, nếu người ta hiểu được siêu vượt thoát liền. Bởi vì đó, khi mà người ta đọa xuống những cái cõi khổ đó, thì chúng ta hiểu rằng nó bắt nguồn từ cái chỗ này đây, là cái tưởng điên đảo đây. Từ cái tưởng sai, tưởng điên đảo nó đưa đến cái khổ này. Siêu là bởi vì nó vượt qua khỏi cái chỗ này. Bởi vì cái phần này nè, khi mà cái trí tuệ nó khởi sanh lên, trong cái tâm tối mà Diêm Vương hỏi chúng ta đây, tâm tối Diêm Vương hỏi đây, mà khi mình nhớ lại được cái điều thiện, điều thiện, điều lành mình đã làm đây, thì nó vượt thoát đây, thì nó từ đây nè, nó phóng mình ra khỏi cái chỗ này. Nó cũng nhờ có cái chữ trí. Thì cái nền của nó là tất cả những cái pháp thiện chúng ta đã làm được, không ai cho mình hết. Chồng vợ có cho được không? Không. Con cái có cho được không? Không. Cha mẹ cũng không làm giùm được. Cha mẹ tạo điều kiện cho mình không? Cha mẹ nuôi cho mình, cho mình ăn cái thức ăn cho có sức khỏe, cho mình ngủ cái chỗ ngủ cho có sức khỏe, cho mình ăn học, dạy mình những cái điều lành. Đó là tạo điều kiện cho mình đi con đường tốt. Mà bây giờ mình á, không những không thương mình mà bất hiếu cho đến độ đó là hủy hoại hết tất cả. Chỉ vì mình thương người ta chứ à. Nhưng mà nói cho thật lòng, nó không phải thương người ta đâu. Mình thương cái ảo ảnh của mình. Và sư cô lặp lại một lần nữa, đây là cái triết lý vong thân, cho nên là chúng ta đã phóng ra bên ngoài thôi. Thì nó phải đi đến cái đau khổ, đi đến cái chỗ mất luôn cái huệ mạng của mình, vì chúng ta phóng ra mà. Chúng ta không coi người khác là cái ruộng phước, chúng ta bám vào đó. Chúng ta cho rằng cái người này đó mới đong đầy cái hạnh phúc của ta. Thưa không, hạnh phúc chúng ta đi từ trong cái thiện lành của chúng ta đi ra. Nó không đi vào trong những cái cảm xúc mà thuộc về những cái loại gọi là bong bóng cầu vồng đấy. Nó đầy những cái màu sắc, nhưng nó dễ tan vỡ vô cùng, và nó chỉ lừa cái con mắt thịt của mình thôi. Chứ về mặt tâm linh, nó chỉ là đưa đến cái sự đau khổ và sự hủy hoại mà thôi. Như vậy là chúng ta đã hiểu một cách tổng quát về cái thế giới của sự đau khổ. Và cái mà chúng ta phải biết đó là nuôi dưỡng cái thiện và thiện trí của mình. Bây giờ chúng ta nói đến cái thế giới của cái loài quỷ khổ đây. Nó gọi là ma, là quỷ, rồi chúng ta chia ra. Đây là cái chữ chúng ta phiên âm nó ra đó, gọi là ma. Còn cái trong cái tiếng Pali của nó thì nó gọi là bế tí visaya. Có những cái sách người ta dịch cái chỗ này nó gọi là ma đói. Ở trong cái ma này nó cũng chia ra làm cái loại cô hồn, cái loại nó gọi là cát đảng. Cô hồn là những cái loại hồn ma, nó đơn độc, nó bơ vơ, nó lang thang có một mình thôi. Còn cát đảng là nó có nhóm, nó đi thành từng nhóm.
để thành từng bè, nó phối hợp với nhau. Thì cũng như chúng ta thấy trên đường phố đó, có những người đó, người ta sống một mình ở dưới gầm cầu, mà có những người đó tụ bè tụ đảng lại. Đây là những người chết mà nó lang thang, nó bơ vơ, không có ai trợ giúp cả, sống thế rất khổ. Cũng như mình gọi là mấy cái người bụi đời, những người homeless, sống không có ngày mai. Thì cái người chết cũng vậy, không ai nhớ tới, không ai nhắc nhở tới, không ai chiêu phước, không ai cúng cái gì cả, thì lang thang như thế. Người nào có duyên mà có đi công quả trong chùa, trong nhà thờ, trong đền, trong miếu mạo, trong đình chùa, thì bây giờ còn lang thang tới đó được. Còn nếu ra chưa từng đến đó, chưa từng gieo cái duyên lành đến đó, vô cũng được. Ở chỗ đó thì ở chùa thì Long Thần hộ pháp không cho vô. Đi tới những đình thần thì những cái vị thần nhỏ đó không cho vô. Đền miếu mạo thì những cái cô hồn ở đó không cho vô. Chỗ đó thì nó nơi có chỗ rồi, cũng như nhà mình đây rồi mình ở đó, không phải ai cũng cho vô. Trước đây có cái quan hệ tốt thì giờ cho vô, quan hệ xấu thì không cho vô, mà không có biết gì hết thì cũng không dám cho vô luôn. Đó là cái dạng của cô hồn phật đản. Còn quỷ đây nó thuộc về ma đói đây, ở đây. Vì thấy trong cái chữ Hán đó, trong cái ma nó có quỷ. Trong cái buồn của mình đó, trong cái khổ của mình đó, mình thấy mình không có gì xấu, không có gì độc ác hết đó. Nhưng thật sự nó có con quỷ ở trong. Con quỷ đó nó cái khi mà nó buồn quá đó, con ma này khi nó buồn quá đó, thì nó uống thuốc nó tự giận chết, lúc đó nó là con quỷ đó. Tại nó giết người. Cái khi nó khổ quá đó, nó chịu đựng hết nổi, nó điên lên rồi đó, cái gì nó cũng làm được. Quỷ đây. Cho nên á, cái thế giới của quỷ khổ đây, Vativasa, Sa Giá đây, thì chia ra là làm ma quỷ, để cho thấy hai cái đặc điểm nó có khác nhau, nhưng một cái điểm chung nhất của nó giống nhau đó, nó giống nhau ở chỗ đó, là nó chìm trong cái tâm tối đây. Nó là có cái si đây, đầu tiên nó là cái đó, là cái sự tâm tối cái đó. Đầu tiên nó là cái đó. Bây giờ chúng ta coi cái tham, như cái sân này. Thì quỷ á, nằm ở hai cái chỗ này. Cho nên quỷ á, nó có cái dữ dằn của nó. Còn ma nó nằm trong cái tham với cái si. Đầu tiên là cái si này rất là lớn. Nó đi trong cái tham. Tham này nó nằm trong cái dính mắc. Cho nên ma nó không thấy mình ác. Nên tới khi ác nó mới biết nó là quỷ. Ma nó không ác là bởi vì nó buồn. Nó đâu có làm hại ai đâu. Chỉ là buồn cho cái thân phận của mình thôi. Buồn cho cái cảnh của mình thôi. Chứ đâu có hại gì ai. Nó có đụng chạm gì ai đâu. Chỉ vì tiếc cái nhà mà dính vô thôi. Chỉ vì thương đứa con dính vô thôi. Chỉ tiền bạc là mồ hôi nước mắt. Bây giờ ra đi, trong khi nó còn đầy đủ trong cái tuổi vậy, ai xài, nó dính vào chỗ đó. Nó đâu có làm gì ác đâu. Nó không thấy rồi. Cho nên ma chỉ là một nỗi buồn che khuất. Và chỉ biết khóc, chỉ biết than, chỉ biết rên rỉ, chỉ biết cam chịu cho cái số phận của mình thôi, nó thành ma. Nhưng cái đi cùng cực của cái nỗi đau khổ đó, chưa ai biết nó sẽ làm cái gì, và khi nó tạo nên cái ác nghiệp thì nó sẽ thành quỷ, bởi vì nó rất là dữ dằn. Và nó không ra khỏi
trong ba cái pháp quế nhiễm là tham, sân và si. Nó cứ trầm trầm địa địa nó ở đó hoài mà. Và chưa biết là trong cái tâm tối đó, cái tâm mình đã vẽ ra cái gì mình không biết đâu. Mình không biết được đó. Cho nên quý vị thấy không? Sư cô nói với quý vị rằng là không phải cái nhân quả nó diễn ra nó giữa con người với con người. Nhân quả nó diễn ra đó trong cái thế giới của cái các cái cõi khổ này, nó cũng nối kết với con người. Nên quý vị thấy không? Con người vẫn bị ma nhập mà. Và cái thế giới của loài ma nó vẫn tìm mọi cách để nó chi phối thế giới người dương mà. Nó biết cái đó là phạm tội vẫn là. Cũng như trên thế gian này, biết bao nhiêu người biết rằng đó là phạm tội vẫn là. Biết rằng sai vẫn là. Biết là đau khổ vậy vẫn là. Và sư cô trở lại một cái hiện tượng phổ biến trên thế giới này đó là tà dâm. Khắp nơi, không riêng một nước nào cả. Và khi đi đến cái ác nghiệp là phá thai thì nó cũng đầy dẫy trên thế giới này. Và không có điều kiện phá thai thì đẻ con ra vất dễ dàng. Vất trong đống rác, vất trong thùng rác. Thậm chí đó cái đứa nó khỏe quá, nó khóc quá, không biết làm gì, liều mạng túm lại cái miếng giấy hay miếng báo gì nhét ở trong cái họng nó cho nó chết rồi quăng ra ngoài đường. Khi người ta tâm tối đó, người ta làm bất cứ cái gì bởi vì người ta sợ hãi mà. Mình không trách người ta được, nhưng mình quá đau lòng. Khi thấy một cái người mẹ sanh ra cái đứa con mà quá sợ hãi cho nên nó là đã vất nó đi. Khi nhau rúng còn như vậy vất nó đi. Nó khóc thì nhét miệng nó lại. Vất nó đi. Quá sợ. Khởi đầu là gì? Khởi đầu là cái hỷ lạc của tà dâm. Vui một thoáng nhưng đau khổ không biết bao nhiêu. Và cái ác nghiệp này trả giá đến chừng nào? Một cái thống kê mới nhất của Việt Nam đây đó là một năm mà con số đếm được, còn con số không đếm được chưa nói, 300.000 thai nhi bị giết chết. Một con số hải hùng cho cái ác nghiệp của tà dâm. Đó là số đếm được, còn số không đếm được không biết được. Cái số đẻ ra rồi giết chết không đếm được. Thì thầy có tâm tối không? Mình thấy cái sự thọ dục đó chưa? Và người ta trĩu lòng trong suốt cả một cái cuộc đời. Không phải làm vậy xong đâu. Nó xong bởi vì trong lúc quá sợ hãi đó cho nên nhắm mắt làm bừa đi cho nó thoát khỏi cái sự sợ hãi này. Nhưng rồi cái giá của nó đó, người ta trả không biết bao nhiêu kiếp. Vì nó thuộc vào những cái cảm thọ. Nó rứt ra không được. Không biết cách hóa giải, không ra được. Và lúc nó giết bằng tâm sân mà. Vừa sợ hãi, vừa ác độc. Và nếu cái này không tái sanh xuống địa ngục, thì rồi nó cũng phải tái sanh vào cái cõi của quỷ dữ. Không muốn mà phải chịu. Và cái loài quỷ này, loài ma này cực kỳ đa dạng, không phải một dạng đâu. Và nếu mình hành động trong lúc đó do sợ hãi mà tạo ác nghiệp, con đường tái sanh đó, khi mà nó sanh ra bất cứ như một hình dạng nào, ở trong cái cõi nào, đầu tiên là nó thấy cái gì cũng sợ. Sợ rúng người rồi, sợ cái bên anh chết rồi. Những cảm thọ kinh hồn lắm. Và nó in thành một cái dấu ấn đi kèm với cái tội ác đó. Khó mà ra khỏi những cái thước phim trong cuộc đời này. Những thước phim không xóa được, không làm mờ được. Khi người ta không có những cái thước phim tốt đó,
để mà cân bằng lại. Dùng cái chữ cân bằng là bởi vì vậy nè, có những chúng sinh đó họ sinh ra đó, ban ngày thì họ được hưởng cái sự bình an tốt đẹp, nhưng mà ban đêm rồi là khủng khiếp, gặp ngược lại. Thì ít ra nó cũng chỉ có mới một nửa khổ thôi. Còn có những chúng sinh suốt ngày đó, suốt ngày đó, cho đến khi nào nhận thức ra, nhận thức ra mới thoát, không nhận thức ra không thoát được. Như vậy đó, khi người ta thành ma đó, thì cái đặc điểm đầu tiên là cái si che trong tâm. Rồi cái si này nó thành si ám, cho nên nó che mà nó làm cho tâm tối rồi, mê muội rồi. Quý vị thấy là tất cả những dục lạc trên thế gian này, nhất là dục lạc của tà dâm, khi mà cái quan hệ nam nữ nó diễn ra đó, và hai người thọ cái dục đó đều si hết. Có những người đó còn làm cái công việc này đó, trước khi họ đi vào sự quan lạc đó đó, họ dùng rượu để cho đó những cái cảm thọ mà thuộc về xác thịt này tăng lên, thì mới thấy cái độ si nó đến giường này. Thành ra cái si mà đi đến si ám. Rồi cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là cái hưởng thụ cái dục lạc đó nó trở thành một thói quen. Và tăng lên một chút xíu nữa thì cái thói quen này nó thành ra cái chữ nghiện. Quý vị đọc những cái bài báo mà người ta phỏng vấn về những cái người mà làm cái nghề mãi dâm, thì chúng ta lược bỏ ra hết những người vì hoàn cảnh mà đến với mãi dâm á, thì có những người họ rất chân thật, họ nói thế này: họ không muốn làm cái nghề gì khác hơn mãi dâm, bởi vì điều đầu tiên đó, nó đáp ứng vấn đề tình dục, và cái thứ hai không phải làm việc, họ vẫn sống thoải mái. Thì cái đó nó nằm chỗ này, cái chỗ sư cô muốn nói đây. Tất cả những sự thọ hưởng của mình nó thành thói quen và nó nghiện. Như vậy những người ngày hôm nay mà có một cái thói quen thọ hưởng cái dục lạc gì đó, nếu chúng ta là người tu tập, chúng ta phải xem xét nó để chúng ta co rút nó lại. Và nghiện cái gì thì ngay từ cái đời này chúng ta phải có cái ý thức vươn lên để cương quyết từ chối nó. Còn không, con đường này sẽ phải trả giá lâu lắm đó. Và không ai cứu mình đâu nha, nhớ rõ vậy. Khi mình biết rõ, thấy rõ, tự mình hỏi mình, sai rồi có ngừng lại không? Sai rồi có sửa đổi không? Đừng có để khi chìm đắm xuống rồi đó mà nhờ ai đưa cái phao cứu mình. Tốt hơn đừng nhảy xuống sông, còn nhảy xuống sông rồi đừng có nghĩ rằng là người ta sẽ đưa cái cây xuống cho mình đi lên, ta thấy cái phao, ta nói hoặc là nhảy xuống cứu mình, chuyện đó hy hữu. Là do mình tất cả thôi. Cái điểm thứ tư đó là khi mà mình á, để cho cái tâm tối á, nó trở thành ma đó, thì khi mình tái sanh hoặc là ngay trong cái kiếp ma đó, hoặc là về sau mà tái sanh bằng cái thứ gì đi nữa, thì bao giờ trong tâm mình á, hoặc là trong cái đời sống mình, nó có hai cái loại ma nó xuất hiện. Một cái loại ma thứ nhất là nó gọi là nội chướng. Cái loại ma thứ hai đó nó gọi là cái loại ma chướng. Nó chia ra làm hai loại, là cái loại nội ma và cái loại ngoại ma. Cái nội ma đó là cái trong tâm mình tự cản trở. Này mình biết rằng là con của mình rất là dễ thương, và chồng của mình cũng là cái người rất là dễ thương, đàng hoàng, đứng đắn, lo cho vợ, cho con. Vậy mà mình vẫn ngoại tình, vẫn thích chứ. Và khi mình đi làm cái việc ngoại tình đó đó, mình có nghĩ đến con chứ, có nghĩ đến chồng chứ. Và đi về thấy mặt chồng mắc cỡ chứ, thấy con mắc cỡ chứ. Nhưng mà cái nội chướng này nè, khiến cho cái sự thích thú trong cái tà dâm á, nó quá mạnh. Đây là nội chướng. Còn cái ngoại chướng á, nó nằm ở cái chỗ đó. Thí dụ đơn giản thôi. Bây giờ mình muốn đi học Pháp,
muốn đi chùa, muốn làm công quả, muốn bố thí. Nhưng mà trong nhà mình không ai đồng ý hết, chửi mình ngu, có tiền không biết ăn, biết xài, đi đeo rắc chỗ này chỗ nhỏ, toàn là mê tín mà thôi. Còn giáo pháp ai đặt ra nó vậy nó bả không, mày đặt đi nghe. Một cái ông chồng tốt nghiệp đại học, làm lương rất là cao, thấy vợ mà ngồi coi coi kịch hay là coi tin tức thời sự hay là coi phim ảnh gì đó vui lắm, mà hãy thấy nghe mở cái băng giảng nào ra là chỉ muốn đập nát cái tivi thôi. Bà vợ không dám nghe luôn, đi về rồi phải nghe kinh chứ còn ơi phải nghe phim ảnh ca nhạc đồ đó thì ông chồng mới đó, nó ngoại chướng gì thế. Cho nên bất cứ cái điều làm gì mà mình làm mà những người xung quanh của mình cản đảng không cho, đó là ngoại mà. Còn khi đó mình làm cái điều xấu mà trong tâm mình biết rằng xấu, mình không muốn làm nhưng mình không cưỡng lại được cho nên làm, thì cái đó nó gọi là nội ma. Hoặc là có loại nội ma đậm á, là nói là làm gì có, còn là mấy người phỉa ra nhau không mà làm gì có. Thánh thần trời Phật thì cũng có hết. Bây giờ thì bị biết trước mắt thôi, ngoài ra không biết gì hết, không bàn tới những chuyện đó. Thì cái đó nó là nội ma rất lớn, bởi vì những người đó trong cái đoạn kiến. Đoạn kiến thì chỉ thấy trước mắt thôi, thì bây giờ miễn sao hưởng được thôi, đâu có thành vấn đề. Vì thấy những người mà người ta làm cái ác nghiệp đó, người ta không hồi tâm được, người ta nói sao? Chấp nhận, chấp nhận. Bây giờ tử hình sớm đi, đi địa ngục sớm cũng không sao. Chứ đâu, chưa xuống tới đó, xuống tới đó mới biết. Và nói cái câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là không những khi mình vào trong địa ngục đó, người ta khóa cửa ngoài, bây giờ mình khóa luôn cửa trong, không biết chừng nào mới ra. Đó nó là chính là cái nội chướng, cái nội ma này. Cái ma chướng đó nó thuộc về nội ma, ma chướng thuộc về ngoại ma. Chúng ta đây sống trên thế gian này, chúng ta có đầy đủ hai cái ma này hết. Luôn luôn chúng ta có ma chướng ở trong tâm, nội ma ngoại ma chúng ta đều có hết, chứ không phải nói người khác. Tại vì những cái nghiệp bất thiện của mình đã tạo ra, nó sẽ thành ma chướng. Nội ma có, ngoại ma có. Ai mà không muốn làm người mẹ dễ thương, mình làm đồng lượng tiền vất vả mình không dám xài, mình đưa nó, mình đưa cho nó đi học, nó lấy tiền nó chơi hết. Một tháng mình đưa 6 triệu bạc cho nó, giống như mình dắt máu mình ra để đưa nó, tại còn phải nuôi cái thằng chồng ăn chơi của mình, rồi còn phải nuôi một cái đám con 3 đứa nữa. Mà bây giờ nó quăng cái 6 triệu bạc trong mặt mình, nó nói mày đưa như vậy làm sao mà tao có đủ tiền tao xài. Mày thấy chưa? Vậy mà khóc, lụm từ đồng bạc đó lên, quỳ xuống lại nó để nói con ơi ráng học đi con, tiền để con. Thấy chưa? Có cái tâm tối nào bằng không? Vẫn thấy nó là đứa con của mình, vẫn muốn cho nó có tương lai mà. Một khi mà cái đứa con nó còn phải tựa vào cái đồng tiền của mình để sống, mình còn nuôi nó, mà nó nói mày với tao là đã hết rồi, đã hết rồi, không còn gì để nói nữa, và đã đoạn lìa tất cả rồi. Còn những cái gì mình đeo đuổi theo đó, chỉ để cho nó giọng đạp trên đầu mình xuống thôi. Và đừng tưởng cái giọng đạp đó là nó có tội một mình. Tội mình lớn hơn tội của nó. Tại sao vậy? Tại mình tạo điều kiện cho nó bất hiếu. Đó là không thương con. Nếu mình nghĩ nó vẫn là con của mình á, đừng để cho nó giọng đạp trên đầu của mình. Bởi vì cái tội bất hiếu đó nó ngóc đầu vậy không nổi, mà nó giọng đạp vậy mình gãy cần cổ mình chết rồi, thì con đường địa ngục của nó tới rồi. Tốt hơn nó đã chỉ trong mặt này mình á, nó nói là mày với tao, thì nói thôi được rồi nha con, kể từ cái giờ phút này con có thể tự lo cho con được rồi. Để nó không bất hiếu.
để nó đi con đường thoái đọa của nó, và nó sẽ phải trả giá bằng cái quả nghiệp của nó, chứ không phải mình. Cái duyên với nhau nó không có, cho nên nó không nối được cái nhịp cầu của thiện trí. Tất cả những gì mình nói nó tốt đẹp, nó đều chìm xuống trong cái bất hạnh hết rồi. Đấy, khi người mẹ đó nói bằng những cái lời tử tế nhất của mình đem xuống cho con, nhưng nó chìm trong cái tối này hết. Cái phần sáng của nó đây rất ít nè, nó không có câu thông được cái phần này. Cái phần tốt này nó không câu thông, nó câu thông cái phần này. Thử có ai đem tiền cho nó hàng tháng như vậy không? Sư cô nhớ cách đây khá lâu, một cái bài báo, không nêu tên cái người, tại tôi quá nổi tiếng đi. Ngày sinh nhật của đứa cháu đích tôn, mà cũng là đứa con trai trưởng của con trai của mình, thời đó cách đây cả chục năm hơn, cho nó 2 lượng vàng quăng lại. Làm gì với nhiêu đây? Sau này mới biết đó, mỗi đêm nó vào vũ trường cùng với một cái đám bạn của nó là đại ca, luôn đám bạn đó, xách cái bao tiền quăng trong cái ba đó, ăn chơi chừng nào đó là tính hết cái số tiền đó thôi, không cần biết tính mình. Và tất cả chúng ta đây thừa biết rằng cái tiền nó từ đâu ra. Và khi những cái việc đầu tiên đó mà người ta tố cáo khắp nơi rồi đó, thì nó có quyền lực để người khác thế vô, còn nó rút kim ra. Nhưng mà đến khi đó cái tội ác giết người nó liên tục như thế, thì không thể nào có người khác đưa cái đầu vô đủ hết á. Cho nên cuối cùng nó phải lộ diện ra. Và tất cả những gì nó làm từ đầu tới cuối, thì cuối cùng tòa án phải kết cái bản án tử hình. Vậy thì những cái đứa nhỏ đó, nó dám cầm cái đồng tiền chắc mót của cha mẹ để nó ném vào trong mặt vì đưa tiền ít quá như vậy, thì chúng ta biết nó là ai rồi. Nó là dạng của quỷ, nó phải dạng của người đâu. Mà chúng ta đây còn mơ màng ở chỗ đó, còn khóc la để làm gì? Mình làm ma đây hả? Còn nó là quỷ rồi. Rồi mình điên lên rồi mình làm bậy sao? Cho nên quý vị thấy không? Có những người cha đó dạy con không được, chấp nhận giết nó để đi ở tù. Đấy. Bây giờ nó đã thành quỷ rồi. Bây giờ đó, mình nổi điên lên rồi giết nó, chấp nhận ở tù. Không phải là giải pháp tốt nhất. Đó là giải pháp để cả hai cùng thoái đọa. Nó đã thành quỷ rồi, để nó đi một mình con đường của nó hết rồi. Cái duyên nó tới đó hết rồi. Nó đâu phải là của mình đâu. Chúng ta đã học về con đường tái sanh, chúng ta biết mà. Cha mẹ mình là kết nối một cái duyên. Chỉ vậy con cái của mình là kết nối một cái duyên. Con mình là quả nghiệp của mình. Mình là quả nghiệp của nó. Nhân quả nó đến ở lúc nào hết rồi nó ra đi. Còn chúng ta nên gieo những nhân lành mới. Chúng ta hiểu biết như vậy để làm gì? Để chúng ta nhìn tất cả những gì diễn biến trong cuộc đời chúng ta rõ ràng hơn. Nó là cái bức tranh nhân quả của đời ta. Hãy xem nó, chiêm nghiệm và tìm cách để giải quyết thì chúng ta thoát ra. Còn nếu không, chúng ta cứ mãi đi trong cái con đường luân hồi đó để học một cái bài học thoát khổ mà không biết khi nào mới học được, và không biết khi nào chúng ta mới hành trì được để mà thoát ra. Và khi cái ma chướng này nó khởi lên trong cái đời sống của mình, nhớ nhé, mình ở cõi dục á, mình đều có ma chướng hết. Cái ma chướng này ở trong hoặc là ở ngoài, trong đánh ra mà ngoài đánh vô đó, cái ma chướng này đó. Thì khi cái ma chướng này nó xuất hiện thì nó có một cái chữ mà ta hay nói đó, nó gọi là âm trì địa ngục.
Tức là khi những cái ma chướng này nó khởi sanh lên đó, nó làm cho mình nặng nề. Và khi mà trong cái tâm mình đó, nó sống trong một cái trạng thái nặng nề kéo dài đó, người ta gọi nó là âm trì địa ngục. Tức là cái sự nặng nề, sự tâm tối đó, nó kéo mình xuống những cái trạng thái mà cực kỳ của sự đau khổ, thì nó chính là địa ngục. Cái đau khổ mình đi đến cái đỉnh điểm của nó rồi đó, thì nó chính là địa ngục. Và khi chúng ta học bốn cái cõi khổ này đó, thì chúng ta nhận ra đây là một cái thế giới có thật, chứ không phải là người ta đồn nhau, mà cũng không phải là những cái chuyện đó là người ta viết để mà hồi hộp ly kỳ, không phải. Nó là sự thật. Chỉ tiếc là trong cái kinh điển đó là chỉ mô tả một số nào đó thôi, chứ không nói hết. Thì chữ quỷ đó, như chúng ta nói đó, thì nó có cái, nó cũng vẫn có hai cái phần đó là cái sân và cái si. Nhưng mà cái si ám nó cũng nặng, mà cái sân dữ nó cũng nặng. Hai cái đó nó kết hợp lại thì nó là thành quỷ. Và như vậy đó, đối với lại cái hình tướng đó, thì ma đó, thì nó thông thường nó có cái hình tướng như lúc nó còn sống. Tức là thí dụ như bây giờ người đó mới vừa chết, mà khi họ thành ma đó, thì những cái gì họ mặc trong lúc mà họ chết đó, thì nó hiện ra vậy. Mà cái tướng trạng họ, cái hồi mà họ còn sống làm sao đó, thì thường cái tướng trạng nó cứ na ná như thế thôi. Ma là như vậy. Nhưng mà quỷ thì không. Quỷ thì giữ hình cũ cũng có, mà thông thường nó không giữ, mà nó biến hiện luôn luôn. Và nó biến hiện theo cái tâm của nó. Nó độc ác cỡ gì, nó hung dữ cỡ gì, hoặc là nó đã làm khổ người ta như thế nào, thì bây giờ cái hình tướng nó sẽ hiện ra như vậy. Thì chúng ta coi trong cái quyển mà chúng ta vừa nhận được đó, cái quyển mà về cái ngạ quỷ đó, thì chúng ta sẽ thấy ở trong đó sư cô đó là có làm lại một chút xíu thôi đó. Tức là khi người ta trình bày, đó là từ đầu đến đuôi, thì sư cô phân ra làm cái nhân với cái quả để cho mình dễ thấy. Thì cái nhân tức là cái mình đã làm rồi, thì bây giờ cái quả nó hiện ra thì cái hình tướng như thế nào, thường nó đi theo cái mình đã gieo xuống. Thì cho nên quỷ là nó có những cái hình tướng rất là đáng sợ, và cái tâm của nó là nó thâm hiểm, dữ ác, thì nó gọi là quỷ. Hai cái nó khác nhau chỗ đó. Cái ứng xử của ma thường là thụ động, còn cái ứng xử của quỷ thì thường đó là nó kích động, nó kích động và nó chủ động để nó tác động. Tức vì việc gì xảy ra thì cái ứng xử của quỷ á, nó tấn công để hủy hoại. Thì đó là đặc điểm của quỷ. Còn khi mà ma đó có cái chuyện gì xảy ra đó, thì ma nó thụ động, nó co rút lại, và nó chỉ biết khóc, biết khổ thôi, biết cam chịu thôi. Thì cái đó là cái cách ứng xử của ma khác với cách ứng xử của quỷ. Quỷ thì giá nào nó cũng tấn công, và giá nào nó cũng hủy hoại, giá nào nó cũng làm cho thương tổn, lợi cái sức giữ của nó thôi. Còn ma không có. Ma thông thường là thụ động, ít có khi nào mà nó bung ra để nó làm những cái việc xấu ác cả, trừ khi nó đã quá nặng rồi. Nó quá nặng rồi, khi mà nó nặng rồi đó, tức là nó có nghĩa là nó ở trong cái cảnh giới ma lâu rồi đó, thì cái yếu tố mà tiêu cực này nó bắt đầu nó hiện hình ra dưới cái dạng là nó phản ứng, là nó nhóm ra con đường nó trở thành quỷ đấy. Cho nên làm rất là nhiều gì. Nên quý vị thấy là có những người đó, cái này là nói đây là có cái sự thật, chứ không phải là nói để mà hù dọa nha. Quý vị nào mà đi thường đi tắm sông, tắm biển, ra giếng rồi đó, thì cái chìa khóa là một, cái lược là hai, cái khăn của mình là ba. Những cái đó mà để rơi xuống nước đó, thì thường dễ bị. Nếu mà mình có cái duyên, không phải ai làm rớt những cái thứ đó xuống sông, xuống biển, xuống giếng đều bị hết, không phải vậy. Nhưng mà cái chỗ đó mà trước đây trong cái tiền kiếp đó, mà mình với là cái người mà nó ở sông, ở biển, ở suối đó mà nó có rồi thì nó còn. Thành ra quý vị thấy có những người ta gọi là mắt đằng dưới không? Thì nó về, nó sống như chồng vợ, và nó cũng có con cái.
Và cái này đó là phải cúng giải rất là khó khăn chứ không phải dễ dàng. Thành ra mình phải cẩn thận, nhất là cái người nữ mà đeo nữ trang, bông tai hay là cà rá, là dây chuyền chẳng hạn gì. Cho nên cái này là cái á, mà khi mà sư cô hồi nhỏ đó, là bà ngoại đó với bà nội đều có dạy thế này. Thứ nhất là không có mượn cái vàng bạc nữ trang ai mà đeo thử hết đó. Là một. Cái thứ hai đó là quần áo người ta không có ướm vào. Còn bây giờ thì đồ sida nó bán đầy rẫy hết. Cái này thì bây giờ mình mới hiểu được. Thí dụ như chẳng hạn đi, giờ mình dành dụm cái tiền mình mua được cái sợi dây chuyền hay là cái đầu bông mình đeo đó là mình quý đó, mình thích đó, chọn bao nhiêu lâu rồi mới kiếm được cái đó. Nên bây giờ tự nhiên là nó thất lạc đi thì nó nhớ hoài. Hoặc là khi chết đó, người ta lột cái đó trở lại đó, là nó theo cái chỗ đó hoài. Áo quần cũng như vậy. Cái đồ vật dụng của người ta. Ở bên Nhật đó là bây giờ là cái, do cái thời đại ngày nay người ta không có sanh con nhiều đó. Thành ra những cái người ở Nhật đó họ già mà họ sống đơn độc nhiều đó. Thì khi mà họ chết đó, thì cái đồ của họ không có ai sử dụng hết đó. Rồi thành ra những cái công ty đó nó tới dọn rồi nó đem về. Thì nó cho hoặc nó bán, mà thường cho là người ta không lấy. Người Nhật họ không lấy. Thì nó mới bán đó. Đồ mới nguyên cũng có, chưa xài cũng có. Đồ có xài rồi chút xíu cũng có. Còn cái đồ mà nó nhùng nhục rồi thì người ta không sử dụng nữa, nhưng mà nó đầy dẫy ra. Vì vậy nó bám mà, quý vị, nó bám. Rồi sư cô nhớ lớp này, sư cô cũng có kể đó là cái người Tây Tạng đó, cái khi mà có một cái vụ án giết người xảy ra đó, mà công an nó bắt được cái vũ khí đó, ví dụ là một con dao chẳng hạn, thì sau khi mà cái người ta xử cái án nó xong rồi đó, thì con dao đó phải giao lại cho các sư Tây Tạng, để các sư Tây Tạng đó tụng kinh mà giải nó ra. Chứ còn nếu không á, mà nó xuất hiện ở đâu á, thì nó cứ làm cái nhiệm vụ của nó là như vậy, bởi vì nó bám vào trong đó. Thành ra nó phải, cái con dao đó là nó sẽ sử dụng vào trong những cái chuyện không hay tiếp theo. Cũng như ngày xưa đó quý vị, đọc trong những cái chuyện xưa đó quý vị thấy là người ta nói là một cái vị tướng á, khi mà người ta đeo cái đoạn kiếm hay là cái trường kiếm á, trường kiếm ta đeo lưng đoạn kiếm như này, người ta không bao giờ rút kiếm ra hết á. Chỉ khi lâm chiến người ta mới rút ra thôi. Còn nếu mà bình thường đó người ta rút cái kiếm ra thì thế nào nó cũng phải có nhuốm máu. Nó không nhuốm máu là không được. Tại vì kiếm đó nó là cái vũ khí mà trong chiến tranh đó là người ta giết cái đối tượng mà thù địch. Cho nên là tất cả những cái vũ khí đó nó đều bám vào. Và vì vậy đó là trong những cái cõi này đó nó có một mối quan hệ, trừ cái địa ngục. Súc sanh nó vẫn là nối lại cái nhân quả với con người, bằng cách nó đến ở nhà mình, bằng cách mình nuôi nó, mình sinh nó, mà hoặc mình gần gũi, hoặc mình đi đến đâu mình gặp nó, thì cái nhân quả giữa súc sinh là người nó vẫn nối. Ma quỷ nó vẫn nối, Atula nó vẫn nối, chỉ có địa ngục nó ra không được, nó không nối thôi. Ngoài ra nó nối hết ra. Cho nên đừng có tưởng rằng đó là cái khi mà mình che mắt thế gian để mình hại người ta cho đến chết á, mình đừng có tưởng rằng cái chuyện đó đơn giản đâu. Không có đơn giản. Người ta vừa chết ta biết rồi. Ma có khả năng đó biết được ba kiếp. Thành ra bây giờ cái lúc người ta chết, người ta không biết ai giết người ta hết trơn rồi. Nhưng người ta chết rồi biết được. Và nó vẫn đi theo được. Còn cái mà nó trả thù được hay không á là chưa nói được thời gian. Nhưng bám theo thì có khả năng bám theo. Và đặc biệt đó là những người mà phá thai đó là luôn luôn nó bám. Luôn nó bám hai bên này. Tại vì mẹ mà. Thành ra phải theo mẹ chứ theo ai bây giờ. Nên nó giữ chặt. Thành ra khi chúng ta không biết đó, chúng ta nghĩ đó là cái mê tín dị đoan. Nhưng mà khi chúng ta học hiểu, chúng ta biết rằng nó cũng là một cái thế giới có sự sống, bởi vì nó vẫn nằm trong cõi dục, 11 cái cõi dục.
Và nếu chúng ta làm cái điều lành, chúng ta có những người bạn lành, có những cái bậc trưởng thượng lành, khi người ta chết, người ta tái sanh lên cõi trời dục giới, thì cái mối quan hệ giữa người và cõi trời vẫn nối kết. Cho nên quý vị thấy có những người ta bị tai nạn đó, người ta được cứu mà người khác chỉ nói rằng là không hiểu được thôi. Ngay cả bệnh viện, tất cả các cái bệnh viện có những cái ca mà bác sĩ nói rằng là không làm cách nào khác hơn được nữa, thì có những người người ta vẫn sống một cách kỳ diệu và người ta hết bệnh cách kỳ diệu. Đó là cái phước báo người ta đã từng có cái duyên lành với những người tốt, những người lành. Và khi những người đã chết thì người ta tái sanh cõi chư thiên, thì những cái mối quan hệ tốt đó người ta vẫn còn gắn bó với nhau. Cho nên khi xứng đáng được cứu thì những người đó người ta cứu. Người ta xuất hiện trong bệnh viện, xuất hiện trong đường phố, mà thông thường là người ta theo để người ta hộ trì cho cái người này, cho trong mọi hoàn cảnh đó người ta đỡ hết, người ta giúp cho tai qua nặng khỏi hết. Quý vị nhớ trong kinh, cái người có phước là Ngài Siva Lý. Hãy Ngài đến đâu, Ngài xuất hiện ở đâu, thì thức ăn là những người đi chung với Ngài không bao giờ thiếu. Thế là cái phước không những Ngài hưởng, mà tất cả những ai đi chung trong cái nhóm của Ngài, có một cái cộng nghiệp chung, thì đều được đầy đủ. Thành ra khi chúng ta làm cái điều lành này, chúng ta không có mất ở đâu hết, không có thiệt ở đâu hết. Chúng ta hưởng hoài. Thì ngược lại những cái điều xấu ác đó, chúng ta phải gánh hoài. Nhưng mà bữa hôm trước sư cô nói, những cái gì xấu ác chúng ta cho nó teo tóp lại, rồi chúng ta loại trừ nó đi bằng cách chúng ta không tái phạm. Không tái phạm dưới mọi hình thức thì có nghĩa là chúng ta làm cho nó không có cơ hội để nó quay trở lại. Không tái phạm bằng hành động, không tái phạm bằng lời nói, mà trong khi suy nghĩ nó quay trở lại, chúng cũng đẩy nó ra đi. Ví dụ ai làm khổ mình mà bây giờ nó tái lại trong cái đầu mình á, thì mình cũng nói thôi, chuyện đó đi qua rồi, chỉ là làm khổ mình thôi, đuổi nó ra. Rồi chúng ta kiếm việc khác, điều khác để làm, nghĩ tới cái điều tốt đẹp hơn. Hoặc là mình gặp mặt với người đó ngoài đời cũng vậy đó, thì thôi cũng chào một cái rồi thôi, nó không có duyên, không có phước với nhau nữa rồi thôi. Vì có quen nhau, vì cũng đã từng có quan hệ qua lại với nhau, buôn bán làm ăn hay là sinh hoạt hay là đời sống hay là chồng vợ hay là cái gì đi nữa đó, thì thôi bây giờ nó đã qua rồi, thì chúng ta cũng như gặp một người quen chào lại thôi. Tất cả những kia đừng cho nó dậy sóng nữa. Để cái đó là chúng ta đó là làm teo tóp lại những cái sự bất hạnh của mình. Còn nếu chúng ta mỗi lần thấy là nhớ, là buồn, là tức, là giận, thì đó là chúng ta tái lập lại. Chúng ta tạo thêm cái mới trong cái sự đau khổ của mình, cho nên chúng ta không tái lập lại. Mà việc thiện đó, thì chúng ta nên lập đi lập lại. Mà những cái việc mà nó làm cho chúng ta bị tổn thương trong lòng chúng ta, thì chúng ta gọi là bỏ hết, bỏ qua hết. Cũng như mình đã lỡ mất tiền rồi, thì biết không thể tìm lại thôi, thì bây giờ chúng ta tìm lại sự bình an bằng cách chúng ta nói rằng cái số tiền mà do tôi coi như là vô ý vô tứ mà tôi làm rớt mất đó, thì xin cho cái người nào mà nhặt được cái đồng tiền này đó, thì cái đồng tiền này giúp cho người này đó làm được cái điều lành, điều tốt. Ví dụ như chữa bệnh hay là mua thức ăn hay là buôn bán làm ăn đó, thì cầu cho được nó phát sinh lên mọi sự tốt đẹp hơn. Như vậy nó không còn tiếc thương nữa, mà coi như là mình làm cho cái chuyện xấu của mình nó thành cái tốt. Rồi thôi đừng nhớ tới nữa. Còn nếu không đó, mình chỉ làm cho tái lập lại những cái pháp bất thiện của mình thôi. Cho nên khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta giải trừ ra. Còn mình không hiểu biết, mình cứ nhớ hoài, cứ thù hoài. Người ta chết, người ta đầu thai mấy kiếp rồi, còn mình cứ ngồi đây mà nhớ lại cái chuyện cũ để tự hành hạ mình mà thôi. Tại sao mình ngu dại vậy? Người ta hành hạ mình vậy chưa đủ sao? Mình nó còn tiếp tục hành hạ mình. Cho nên tất cả những cái sân hận đó là tự hành hạ mình, tự làm thương tổn mình, tự làm hủy hoại cái huệ mạng của mình. Và tự mình đó sống lâu trong cái cõi khổ mà không biết giờ nào ra, bởi vì mình không có ý thức được đó là những cái điều tai hại và bất hạnh cho mình, mà tự mình làm khổ mình.
Và chúng ta sẽ nhìn thấy đó, phần lớn trong chính cuộc đời của mình đó, mình làm khổ mình nhiều lắm. Người khác làm khổ mình có 1 lần 2 lần, còn mình làm khổ mình không biết là bao nhiêu, mà mình không có nhận ra cái chỗ đó. Bây giờ mình ngồi trách ai? Trách không được đâu. Càng trách càng thành ma. Đó, như vậy chúng ta thấy thế nào? Chúng ta thấy cái thế giới ma rất gần của mình. Chúng ta cứ nhìn hai cái nghiệp trắng và cái nghiệp đen đó ha, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi thân hoại mạng chung mà cái giờ đó những cái cảm thọ không có lành nó xảy lên á, thì con đường ma là con đường ngắn nhất. Bởi vì chúng ta cả đời không tạo ác nghiệp, cả đời chúng ta đó ăn ở có tình có nghĩa, có hiếu có hạnh, có biết trong biết ngoài, biết trên biết dưới, chúng ta sống tốt mà, đâu có làm điều gì xấu ác đâu. Nhưng chỉ vì một chút dương vấn nào đó mà chúng ta thành ma quá dễ. Cũng vì một cái cảm thọ buồn tủi nào đó trong lúc lâm chung chúng ta thành ma quá dễ. Cho nên ráng hiểu biết để làm chi? Để lỡ mà chúng ta có rơi vào đó, chúng ta ý thức rất là rõ ràng mà chúng ta bỏ cái đó để ra đi. Vậy không? Tất cả là do quyết định của mình. Nghiệp mình là chủ nhân gieo xuống, và mình cũng là người thừa kế. Như vậy mình có quyền gieo một cái nghiệp mới, là cái sự thiện lành, cái sự sáng suốt của mình đó, để mà mình thoát ra. Còn nếu không, không ai cứu mình cả. Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng vậy. Đây nó thuộc về cái chân lý của tâm linh, nó không phải giáo điều của một giáo chủ. Giáo điều của một giáo chủ nó nằm trong cái đời sống của một cái bậc hiền triết. Bậc hiền triết là gì? Là một cái người đó có một cái trí tuệ cao thâm, và tất cả những gì cao thâm mình nghĩ ra đó đều người ta có thể sống như người ta đã nghĩ, thì gọi là cái bậc hiền triết. Nhưng vẫn là một chữ triết mà thôi, nó chưa phải là cái chân lý tâm linh. Thế người ta thành Phật có nghĩa là đã sáng, là đã có một cái gọi là cái đấng toàn giác, thì không có một cái ngõ ngách nào gọi là tâm tối cả. Thì người ta đã hiển lộ một cái chân lý về tâm linh. Và người này đã phải tu học 4 A-tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có thể hiển lộ được cái chân lý về tâm linh này. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta chỉ nhớ một cách rất là ngắn gọn thế này: sống là phải giữ giới và hành giới. Trong mọi hoàn cảnh đó, không có phá giới, không có đi ngược với giới. Thì có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chúng ta khởi cái tâm thiện và thiện trí phát sanh lên. Còn con đường ngược lại với thiện và thiện trí là con đường sai, con đường không đúng, con đường tâm tối, con đường đảo điên, chúng ta phải từ bỏ nó. Như vậy thôi. Còn đi vào chi tiết hơn nữa thì chúng ta phải có cái hành trì. Tức là chúng ta biết rồi đó, phải tu thiện tứ niệm xứ, thì chúng ta sẽ thấy hết tất cả những cái vi tế của nó. Rồi là cái thô trong đời thường chúng ta thấy biết tránh được, chúng ta hành thiền để những cái vi tế nó xuất hiện, mà chúng ta chỉ dùng sự thấy biết để đoạn trừ. Cái pháp thế gian đó thì chúng ta hiểu được, chúng ta thấy biết được, thì chúng ta lập tức sửa đổi ngay. Sai không làm nữa, sai không làm nữa, nhất định không làm nữa. Còn cái hành trì đó thì chúng ta thấy biết, mỗi ngày thấy biết, biết rõ chừng nào tự nó đoạn trừ, không có làm gì hết. Đó là con đường chúng ta thoát ra. Như vậy bây giờ mình nói đó, ma quỷ đó, sống như thế nào? Thì hồi nãy sư cô có nói đó, có những chúng sanh mà thuộc về ma quỷ đây nó sống đơn lẻ, nhưng mà phần lớn đó, nó sống thành từng đàn, từng nhóm. Và nó ở đâu? Ở trong nhà có, ngoài sân có, ở xóm, ở làng, ở cây cối, ở đồng ruộng, ở ao hồ, tất cả đều có, ở cùng khắp đó. Khe núi, khe vực, dưới cống, dưới rãnh, trong cầu tiêu đều có hết. Không có chỗ nào không có. Vậy mình sợ ma sợ gì? Chỗ nào nhiều ma nhất không? Đối với gì? Chùa nhiều ma nhất. Thì có gì đâu sợ. Cũng bình thường thôi.
Nếu mà mình có cái nhân quả xấu với người ta thì ở đâu người ta cũng tìm đến được. Còn nếu như mình gọi là mình không chọc ghẹo ai, mình không có gieo cái ác đức gì với ai thì đâu có gì phải lo. Cứ bình thường mà sống thôi. Đừng tạo tác thêm nữa là được rồi. Chứ giờ thế giới đầy dẫy mình làm sao? À, quý vị nghe nhìn không? Tất cả. Thậm chí ở chỗ bồn rửa chén của mình nó cũng có. Bồn rửa chén mình nó có quỷ đói. Cái loại quỷ này khi mà xuất hiện, cái miệng nó nhỏ như cái kim, cái cổ nó nhỏ như cái kim, cái miệng nó dài ra vậy. Ở quý vị thấy tại sao mà người Việt Nam mình mà theo xưa đó, tức là ông bà mình, mẫu miền thì sư cô không biết, mà riêng ở miền Nam mình biết miền Nam. Hồi xưa bà ngoại bà nội mới nói rằng là tụi con là rửa chén nó không có được bao giờ mà lấy cái đũa mà chà 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 vậy trên trời. Vì nó nghe nó chịu không có được. Nó nghe mình khua chén khua đũa là nó đói. Nhưng mà những cái tiếng động đó có khi nó dương lên nó ăn nó đứt một cổ nó chết. Cho nên rửa chén là không khua động. Rửa cái nào ra cái đó êm ái nhẹ nhàng, đũa cũng vậy, rửa từ chiếc, nắm từ chiếc, vuốt vậy. Không chà rửa, không khua chén. Mà mình không biết. Cứ nghĩ là ông bà là không muốn mình đập bể chén. Vì làm con gái mà làm vậy dục chạc cho nên là bị rầy, bị lá quay. Rửa chén mà sao mà rốn ráng, chà đũa chà vậy sao được. Không chứ, mình đâu có biết đâu. Thế ra nó đạo Phật nó đến với mình rất là sớm. Rồi bị như vậy thì những cái ngạo quỷ nó cứ dương lên vậy, nó chờ nó ăn. Rồi nó cứ dương còn cổ lên vậy, đứt nó chết. Nó chết thì nó quá sanh lại, nó cứ vậy hoài, nó rất là khổ. Cho nên thường là mình ăn vào cái buổi tối, mình ăn trễ quá. Mình cứ chà chén, rửa chén vậy đó, nhẹ nhàng. Thì cái đó là cái lòng từ của mình. Thế thì thấy nó ở đó. Cầu tiêu vẫn ở. Bây giờ thì mình có cái hầm cầu, nó vẫn ở. Hồi xưa cầu tiêu thùng nó vẫn ở, hồi xưa đào cái hố rồi bắt cây lên nó vẫn ở. Quý vị có nghe cái câu chuyện mà hai cái con quỷ ở trong cái nhà cầu của chùa chưa? Cái câu chuyện đó là vậy, là có một cái ông Phật tử đó, ông vào trong chùa mà cái thời xưa lắm rồi. Ông mới thấy chư tăng đó là không có cái chỗ đi cầu cho nó sạch sẽ vệ sinh. Cho nên ông phát tâm là cúng một cái dãy nhà cầu cho chư tăng. Rồi ông là còn phát tâm là mỗi ngày nhà ông gần đó mà. Ông vô ông dọn rửa cái nhà cầu cho sạch sẽ hết. Vừa cúng cửa vừa cái nhà cầu đó xây dựng xong rồi vô dọn rửa hết. Thì có một cái ông tăng đó, ông không có kỹ. Thì cái ông này ông nhiều lần quá ông chịu không nổi, ông mới than sao mà cái ông tăng nó bày hay quá không biết nữa, ngày nào vô dọn cũng mệt mỏi mà thấy ông vừa đi ra là biết là phải vô dọn kỹ rồi, còn mấy người khác cũng có tôi dọn kỹ được. Thì ông mới than với một ông tăng ở trong chùa. Nhưng mà không may cho cả hai ông là cái ông tăng này ông cũng chịu không nổi ông tăng kia. Thì ông lại kể cho cái ông cư sĩ này nghe đó, là ông này ông phải chỉ ra nhà vệ sinh mới bày hay thôi, mà ông ở chỗ nào ông đứng chỗ nào ông làm gì cũng bày hay hết á. Ông này mới kể thêm ra. Thì cái ông này mới được thể như vậy đó, nó mới kể hết. Rồi ai mà Phật tử vô chùa đó đều biết là cái ông đó nó bày hay ghê gớm lắm. Thì khi thân ngoại mạng chung rồi đó, cái ông bày hay nó lại không ở chỗ bày hay, mà hai cái ông này nó ở chỗ bày hay. Thì cái ông tăng đó đó, là cái khi mà chư tăng đi cầu á, thì cái ông tăng mà nói mấy cái đó là ông ăn cái phân đó trước. Rồi ông ăn xong á, rồi ông thải ra thì ông cư sĩ này mới ăn. Đó là chuyện có trong kinh điển. Cho nên là tất cả mọi chỗ đều có, không có chỗ nào không có. Đất mình mua cái nhà mình cất, mình mua cái đất mình cất chùa chứ người ta ở rồi. Ở đâu cũng đều có hết. Nãy sư cô nói là mình cứ tưởng là vì mình sợ quá cho mình mới gọi cái ông này là ông thần gió, ông thầy này ông thần bão, ông thầy này ông thần sông, thần suối, nhưng thật ra nó có hết,
có hết, có đúng sự thật hết, không phải không có. Vậy thì đầy dẫy hết rồi, khắp nơi rồi. Bởi vì nên ta nói nó, khi mình làm điều xấu ác á, mình có thể che được pháp luật, mình có thể che được người xung quanh. Nhưng thứ nhất mình biết, và cái thứ hai đó, tất cả ma quỷ và chư thiên đều thấy lòng lộng hết. Cũng như mình đi làm, mình giao cái việc nhà đó cho người làm giữ con của mình chẳng hạn, mình lén đặt cái camera đi thì việc gì rồi cái camera nó cũng ghi lại hết. Nên nó đừng tư tưởng cái chuyện xấu ác, mình có thể che được cái luật pháp, mình che được cái dư luận, mình che được tất cả mọi người, nhưng mình biết. Và như vậy khi mình làm thì bất cứ nơi nào, vị trí nào cũng có người hết, ta đều thấy hết. Chạy đâu? Không chạy được. Tốt hơn thì cứ chân chính. Cho nên trong kinh cũng nói rằng một cái vị tỳ kheo mà trong sạch đó thì không có giấu giếm một cái điều gì cả, và không có cái ốc khuất nào, không có cái bóng tối nào, không có cái chỗ nào mà người này có thể làm điều không chân chính được thôi. Thì tất cả đều thấy mà. Chư thiên đều thấy, các chư thần đều thấy, ma đều thấy, quỷ đều thấy, Atula đều thấy hết. Ta ở khắp nơi, đâu có chỗ nào là quý vị thấy, cống rảnh cũng có chỗ ở. Trong nhà mình cũng đầy đủ hết, đâu có thiếu gì đâu. Vậy thì đâu có gì để phải sợ đâu. Những cái cô hồn và các đảng này đó thì nó kéo thừng bầy đi lang thang khắp nơi. Có những nơi thì trú ngụ lâu, rồi có những nơi thì ở rồi đi, thì nhóm khác tới ở, cứ như thế rồi. Nó gọi là cái số người chết mà nó không siêu, mà thông thường nó là người, không phải người xấu sanh ra cõi này đâu. Cái người nó bị dính mắc nó sanh ra, chứ không phải do vấn đề xấu tốt. Khi nó buông cái dính mắc nó ra đó, thì cái phước thiện của mình có thể trổ sạch chút xíu vậy thôi đi cho mình. Cho nên đừng gọi cái gì là kỷ vật cả. Không có cái gì là kỷ vật. Đeo dính nó để làm gì? Biết rằng cái món đồ này đó là nó có cái kỷ niệm thân thương với mình đủ rồi. Còn cũng được, mất cũng được, không sao. Thân mình còn mất mà, huống chi mấy cái đồ vật này. Tại cái tâm mình bám vào đây, chứ nó là vật thể, vẫn là vật thể. Dẫu cho nó có ngọc ngà châu báu thì nó cũng là vật thể mà thôi. Cái khổ là mình bám vô. Và khi mình thích cái gì mình bám vô. Và khi mình ghét cái gì mình ghét hoài, nó cũng dính vô. Chạm vô nó nói nha, nó nói mà. Tại sao mình cứ phải để hai cái đó trong đầu của mình là sao? Cái phàm tình đó nó dẫn đuổi mình đi bao nhiêu kiếp mà mình không có nhận ra. Cũng vẫn chỉ thương với ghét mà thôi. Thì cái đó là phàm tình. Mình nuôi cái phàm tình đó để nuôi cái đau khổ cho đời mình, không có ích lợi gì cả. Trong cái giống mà quỷ khổ này đây đó, mà gọi là ma với quỷ đó, mà phần lớn là ma đó, người ta cũng chia ra hai loại. Một cái loại mà nó thấp, và một loại nó cao. Cái loại cao á là cái loại biết đi làm phước. Còn cái loại thấp á là cái loại mà ăn no rồi thì không biết gì mà hơn đó, ngoài những cái cảm thọ khổ của mình mà thôi. Và những cái nhóm này đó thì nó là nó, thứ nhất là nó quấy trong tâm của nó, và cái thứ hai khi mà nó quấy đã đời rồi thì nó đi quấy người khác, cho nên nó hiện hình ra, rồi nó kêu đói, nó kêu khát, nó kêu lạnh để nó xin người ta cứu giúp nó, hoặc là đi chiếm vợ chiếm chồng người ta, hoặc là theo nó ám hoài. Thì cái đó là những cái loại ma nó đi quấy rối để nó làm cho nó tổn phước mà thôi. Nó phần lớn ma là nó quấy rối nó trước. Nó cứ là khổ, cứ than, cứ rên, cứ rỉ, cứ khóc, cứ la, cứ dằn vặt mình vì những cái chuyện nó đã từ trong quá khứ lâu lắm rồi mà không có chịu xóa nhòa nó. Cái đó là cái chánh yếu của nó.
Rồi nó bắt đầu nó nhóm lên cái tánh quỷ của nó ở chỗ là nó bắt đầu nó đi ám ảnh người khác, nó xen vào cái đời sống gia đình của người ta, nó lấy chồng lấy vợ của người ta, nó che ám, nó xúi dục làm cái chuyện này chuyện nọ, thì cái đó là nó bắt đầu đó, nó manh nha cái đời sống quỷ dữ của nó rồi. Vì thế cái kinh khủng cho cái đời sống làm ma chưa? Cho nên đó, khi chúng ta sống chung với bất cứ ai, chúng ta thương yêu và đối xử tốt với người đó nhưng không bám vào. Ngày nào có mặt ở đây với nhau, đối xử như bát nước đầy, hết duyên rồi thì nhẹ nhàng để chia tay. Không có thương cũng không có ghét. Tạo được như vậy đó thì chúng ta mới thoát khổ. Còn nếu không đó, chúng ta cứ mua nợ trước sợ. Hãy có dịp hãy đến nhà thương điên để mà thương xót cho người ta, và đồng thời đó cũng để mà thấy rằng mình đó là nó ở bên cái bờ vực thẳm. Nếu mình không có sáng suốt, mình không có tỉnh được, mình rơi vào đó rất nhanh. Thì cũng như trong cái hiện kiếp này nè, mà mình biết giữ gìn cái sự trong sáng, cái sự tốt đẹp của mình, thì cái lúc mình chết mình mới không rơi vào trong cái cõi khổ này. Quý vị thấy ngay trên mặt đất này đó, người ta cũng đã có mở rất là nhiều nhà thương điên. Và trong cái lớp này sư cô cũng đã nói rằng cái nhà thương điên của Việt Nam mình á, coi nó không có nó không có hoàn hảo, nhưng nó còn có cái lối thoát của nó. Còn những cái nhà thương điên ở nước ngoài đó, nó giống như một cái dây chuyền khép kín vậy đó, nhưng nó còn khủng khiếp hơn cái địa ngục, tại vì nó không có được phép đi ra. Còn ở Việt Nam mình á, mà thí dụ như có điên khùng như nữa mà nhà mình có đưa vô một thời gian xin rước về, người ta cho rước về. Còn ở nước ngoài không. Lý do rằng người ta sợ khi đưa về nó gây cái tai họa gì đó, thì cái đó là cái khổ chung. Nó buồn buồn nó đốt nhà thì sao? Nó buồn buồn nó chém người ta chết thì sao? Cho nên không cho ra. Còn ở Việt Nam mình nếu mà gia đình chịu ký tên bảo lãnh tất cả thì cho ra. Quý vị thấy không? Còn sống mà có người ở trong địa ngục, mà cái địa ngục này nó có mở cửa. Còn có những người ở trong địa ngục là nó khép lại vĩnh viễn, không bao giờ mở cửa. Nhìn đi. Như vậy nó là cái gì? Nó chỉ vì chúng ta thiếu một cái sự sáng suốt nè. Sự sai lầm nó đi đến cái điên đảo và không còn tỉnh nữa trong cái cuộc đời này. Và như vậy nó bị nhốt vào trong cái bóng tối đó. Đấy, cái địa ngục nó hiện hình. Vậy thì thân quậy mặn chung về đâu chúng ta biết rồi, khỏi hỏi con. Khỏi hỏi đi về đâu, thấy rõ rồi. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta muốn tái sanh về đâu, chúng ta hãy hỏi mình. Chúng ta đang nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm mình trong cái trạng thái nào? Trạng thái trong sạch và trong sáng, hay là cái trạng thái u ám, tâm tối khổ sầu đây? Hãy trả lời với chính mình và chúng ta sẽ biết con đường tái sanh của mình. Không có ai giúp mình được đâu. Người ta nói mình cũng không nghe đâu. Người ta trợ duyên mình không nhận đâu. Không nhận đâu. Có biết đâu mà nhận. Nghe đó nhưng mà không có dính vào chút nào cả. Giống người ta nói là bá niên dạng kiếp nan tao ngộ. Kinh điển thì có đó, nhưng đâu có gặp được đâu, đâu có nối kết được đâu. Khi mình tâm tối, người ta nói cái lời thiện lành với mình, nó không nối kết được. Mà mình nói sao? Có ở trong cái cảnh của tôi đâu mà biết tôi khổ tới chừng nào. Nói chưa? Nói vậy đó. Để mà chôn vùi mình trong cái nỗi khổ của mình, và tự mình quậy nát cái đời mình, chết xuống thành ma rồi đó, vẫn tiếp tục quấy rối trong tâm mình. Đó là cái ma chướng này trong cái nội tâm của mình đó, nó quậy nhiều nhất trong cõi ma. Mà trong cái hiện kiếp này làm người đó, nó đã quậy rồi. Mà chết xuống đó, trong cái cõi này là cõi khổ mà, cõi của quỷ khổ mà, cho nên nó quậy còn kinh khủng nữa. Thấy không? Thấy nó đi chưa? Thấy con đường của cái nghiệp đi chưa? Đi trong cái thói quen mà.
Mình không nhận ra tới chừng nào mới nhận ra. Chúng ta luôn luôn đó bám vào cái người khác, bám vào cái việc khác, mà không có soi tỏ lại những cái trạng thái tâm thức của mình. Giờ nào nó khởi lên cái gì, mình biết cái trạng thái tâm đó là trạng thái tâm gì không? Trạng thái tâm trong sạch và trong sáng, hay là cái trạng thái tâm mà nó đưa đến cái u uất đây? Nhìn ra đi, nhìn ra là thoát. Không nhìn ra là nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng nó để mà tàn hoại cái huệ mạng của mình mà thôi. Không xót thương mình sao? Lòng từ bi của mình để đâu? Mà mình thương người ta mà mình không thương mình chứ. Phải công bằng chứ. Chỉ có đạo Phật mới dạy cho chúng ta đó, một cái từ bi rất đổi là công bằng. Một trái quýt có 4 người chia làm 4, có 5 người chia làm 5, có 7 người chia làm 7. Còn cái pháp thế gian nó dạy cho mình như thế này: đưa người ta ăn hết đó là hy sinh, đó là tốt đẹp, đó là thánh nữ, thánh nam. Để rồi chi? Để rồi người ta đó rỡ mặt với mình đó, thì lòng mình sẽ là địa ngục. Vậy có phải từ bi không? Không. Cái đó là người ta dạy cho mình đó, cái tham dục chứ không phải là cái từ bi. Nó là cái ái dục, nó không phải là từ bi. Còn từ bi là không. Tôi tốt với tất cả mọi người, tôi vẫn tốt với tôi. Khi tất cả mọi người đi ngược lại với những cái gì tôi mong muốn, tôi chờ đợi, tôi vẫn còn có tôi. Tôi vẫn nuôi dưỡng một cái đời sống tốt đẹp nơi tôi. Bởi vì tôi đã đối xử với mọi người bằng cái sự thiện lành của tôi, không phải bằng cái tâm tối ái dục nơi tôi. Còn tất cả chúng ta vì vô minh đó, chúng ta đi bằng con đường ái dục rất là sôi nổi, rất là mặn nồng và rất là kích thích. Nhưng nó không phải là con đường của bình an, nó là con đường của đau khổ, con đường của những men rượu. Rượu càng nồng càng cháy hết ruột gan, nhưng người ta vẫn muốn đổ thêm rượu nữa để mà được bốc cháy trong cái đời này. Và có hiểu rằng chúng ta đã thiêu đốt huệ mạng của mình hay không? Không những thiêu đốt hủy hoại cái sắc thân này, chúng ta còn thiêu đốt cái huệ mạng của ta. Thì con đường của lửa nó sẽ nằm ở đâu? Con đường của lửa nó sẽ nằm trong quỷ, nó u ám trong ma, nó nằm trong quỷ để đi vào trong tất cả các cõi. Đặc biệt là lửa sẽ bốc cháy trong cái địa ngục để mà nó thiêu đốt sắc thân của mình, và nó thiêu đốt huệ mạng của mình, để rồi cứ hóa sanh và cứ thiêu đốt như vậy mãi mãi, cho đến bao giờ chúng ta đây mới tỉnh ngộ. Cho nên con đường mà chúng ta đi xuống cái cõi khổ đầu tiên nó là ma. Để đi trong cái mà trong đời sống thế gian này đây, chúng ta gọi nó là tình yêu. Nó đầy những cái màu sắc như là màu sắc của cầu vồng bằng cái tình yêu năng nữ. Nhưng mà trớ trêu thay, nó không dừng lại chỗ đó. Tình cảm cha mẹ đối với con cái, anh chị em đối với nhau, bạn bè đối với nhau, tình cảm chúng ta đối với một cái vật kỷ niệm, tình cảm chúng ta đối với ngôi nhà chúng ta ở, với tiền bạc, một cái xe đi, một cái áo mặc, tha ngôi nó vẫn là ái dục. Nó vẫn là một cái chữ tham, để chúng ta bám vào những cái gì mà chúng ta thích. Và khi chúng ta bám không được, chúng ta khổ đau. Khi chúng ta bám được rồi, thì như men nồng chúng ta say sưa, và chúng ta muốn thêm nữa, chúng ta muốn thêm nữa, cho đến khi nó vượt mất khỏi cái tầm tay chúng ta, thì chúng ta lại rơi vào trong một cái trạng thái hụt hẫng, và chúng ta thiêu đốt mình trong những cái nỗi đau khổ triền miên mà không có muốn dứt mình ra khỏi nó. Bởi vì nó vẫn là một cái men rượu trong cái cuộc đời này, có ai hiểu được ta đâu. Dạng người, tỷ người trên thế gian này, ai là người tri kỷ của ta đây? Không có người tri kỷ đâu. Vì chính chúng ta muốn độc thoại một mình, chúng ta độc thẩm một mình, và chúng ta muốn thành cô hồn trong cái đời mình, chứ không phải là cát đảng đâu. Và chúng ta không hiểu được cái điều này.
và chúng sống như thế. Và hiện tại này chúng ta coi ma quỷ như là một cái thế giới, người ta nói đùa chơi thôi. Một thế giới để những người mà thích những chuyện ly kỳ, những chuyện rùng rợn, những cái chuyện bí hiểm, những cái chuyện mê tín dị đoan mới nói ra. Nhưng không, đây là một sự thật. Cái sự thật nó đi từ trong tâm của chúng ta, và từ trong cái hiện kiếp này nó đã nhen nhóm những thứ này. Cũng như ngay trong cái đời sống ta hiện tại, dù phước báo chúng ta đến đâu, chúng ta hãy nhìn thấy nó vẫn có ma chướng trong đời của chúng ta. Nó có nội chướng và nó có ngoại chướng. Và chúng ta xử lý những cái vấn đề này như thế nào, xử lý như thế nào, đó là chúng ta gieo xuống một cái nghiệp mới. Để từ đó chúng ta tiếp tục cái con đường tiến hóa hoặc con đường thoái đọa của mình, không ra khỏi cái chỗ này đâu. Thường thường đó, cái loài mà ma quỷ này á, nó biến hóa thiên hình vạn trạng, nhất là những cái loài quỷ lâu năm, loài ma lâu năm, nó biến hóa, quỷ biến hóa nhiều hơn. Nó biến hóa côn trùng cũng được, nó biến hóa các loài thú cũng được, biến hóa ra con người cũng được. Nên quý vị thấy mấy nhà ngoại cảm, người ta thường nói này, cái lúc đó mà tới cái chỗ đó mà thấy cái cây đó nó có cái bông trắng, mà có hai cái con bướm màu gì đó, nó đậu trên chỗ đó là biết đúng chỗ đó. Thì những cái giông đó, nó biến hiện ra, quý vị hiểu chưa? Một là nó mượn cái con đó để nó điều cái con đó đi. Hai là nó biến ra, nó biến được. Quỷ nó biến được, loại ma lâu năm nó biến được. Biến quá được, hình hài nào nó cũng hiện ra được. Cho nên là có những cái nhà người ta nói là có ma hiện hình, có quỷ hiện hình, có. Bởi vì trong kinh có nói mà rõ ràng nó là như vậy. Người, thú, côn trùng hay là các cái hình thể kỳ diệu, rồi nó kỳ dị hết, nó đều có hết. Thường thường là những cái con ma đó mà nó yếu đó, thì nó hiện ra gì? Nó hiện ra là những cái màu sắc. Ví dụ mình thấy cái quần nó giống như hình thể con người. Nó có thể màu đen, có thể màu trắng, có thể màu vàng. Nó hiện ra thành những cái quần. Chứ nó không hiện ra rõ được. Thì cái đó là có. Nên thường quý vị thấy á, là thí dụ nhiều khi người ta chụp hình á, là nó có những cái vòng tròn tròn tròn, nó quần quần đi, có. Thì cái đó có chư thiên thấp có. Hoặc là khi mà quý vị chụp hình đó, quý vị thấy đó có ma nó xuất hiện, hình ma nó xuất hiện. Sư cô biết cái này rõ là gì vậy? Cái năm đó là ok, cô đó ở nước ngoài về, cô mới muốn đi ra cái hội chợ hoa, thì cô mới mời sư phụ với sư cô đi. Thì có một cô đó tới chơi, cô nói cho con đi theo vậy. Thì cổ mới đi theo, thì cổ mới điện cho ba cổ đi ra để chụp hình cho cổ. Cổ cũng đi du học về, rồi mới đi. Thì đi ra là ba cổ chụp hình, mà ba cổ là tình cờ kêu, thì ổng xách cái máy hình ổng đi ra thôi, chứ cái cô đó là đi theo xe với sư cô. Thì khi mà chụp hình về rồi thì chụp nhiều lắm, đi rửa ra là trên cả trăm tấm hình đựng. Thì cuối cùng mới khám phá ra rằng là cái người đi chung nó có một con ma, nó ở ngay cái nách này nè, nó làm cái đứa nhỏ bụ bẩm đó, làm đấy con trai rõ ràng luôn. Thì sao mới biết là bà này có hư thần, như vậy nó là con của bà. Thành ra cái chuyện người ta chụp hình mà có mấy ma nó xen vào là chuyện đó đương nhiên, bởi vì trong kinh có nói, nó hiện ra được cái màu sắc, nó hiện ra được vàng xanh trắng đỏ. Nhưng mà thông thường đó, những cái loại ma mà nó thuộc vào cô hồn các đảng này đó, với loại quỷ đó, thường nó lang thang, nó đói khổ, và nó chịu rất là nhiều những cái sự đau đớn mà nó phải gánh chịu. Đó là cái số phận của nó, là tại vì nó sanh ra trong cái cõi khổ này rồi đó, thì từ cái sắc thân của nó cho đến cái tâm tư của nó đều nằm trong cái khổ. Vậy chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta có phước sanh ra làm người, hãy hỏi với mình tại sao mình nuôi cái khổ trong tâm của mình. Mình đừng có nói á, là tại người ta đối xử vậy mà, tại cái hoàn cảnh nó đưa vô vậy mà, tôi đâu có muốn vậy. Chính xác, bạn nói đúng.
Nhưng có một điều đúng hơn nữa mà bạn chưa thấy rõ ra đó. Người đó có làm khổ mình đúng, hoàn cảnh đó có khép mình vào sự khắc nghiệt đúng. Nhưng tất cả là do ai tạo ra vậy? Do mình mà. Do mình đã tạo ra từ trong tiền kiếp, và bây giờ cái quả mình phải gặp người này mà. Người này với cái bản chất như vậy mà. Cũng như chúng ta gặp lửa thì bản chất của lửa là đốt cháy mà. Cho nên chúng ta phải gặp một cái con người nó trăng qua, nó quỷ quyệt, và đồng thời đó nó tráo trở mà. Đó là cái quả của mình, cho nên mình gặp lửa mà. Và cũng cái quả mình tạo ra, cho nên là những cái hoàn cảnh nó phải khép chặt mình vào trong cái chỗ không vùng vẫy được mà. Do mình tạo ra mà. Quý vị thấy Ngài Sivali không? Ở trong bụng mẹ 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Là vì cái tiền kiếp đó, Ngài là một đức vua và mẹ Ngài là hoàng hậu. Khi mà giặc nó tràn vô biên giới, nó chiếm một cái vùng lãnh thổ, thì hai mẹ con bàn bạc với nhau làm cách nào đó là mình nó ngăn chặn được cái giặc này. Thì một cái biện pháp mà gọi là thụ động đưa ra đó là bao vây. Bao vây cái doanh trại đó và để cho nó chết đói. Thì như vậy cái hoàn cảnh mà một người mẹ phải mang thai tới 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, và đứa con phải nhốt trong cái bụng mẹ 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, thì giữa hai người này đã có tạo tác, thì bây giờ quả trổ sanh đấy. Như vậy hoàn cảnh ngày hôm nay đưa mình vào nghiệt ngã, chính mình đã từng tạo ra để cho ai đó rơi vào trong nghiệt ngã. Vì mình bị người này đối xử kinh hoàng với mình, cũng chính mình đã từng gieo cái sự kinh hoàng cho người khác mà. Nếu chúng ta thấy được cái điều này thì chúng ta sám hối. Vì cứ chúng ta thấy thì chúng ta thấy bằng cái sự sáng suốt của mình đây. Chúng ta sám hối để nguyện, không có làm, không có trách ai, không có trách trời, trách đất. Mà thấy đã nhân gieo xuống rồi, nguyện không làm nữa, thì chúng ta đi con đường sáng, con đường thoát. Đạo Phật khác với tất cả những tôn giáo khác ở cái chỗ đó, chỉ cho chúng ta một con đường thoát thôi. Còn mình chọn để đi hay không là quyền của mình, bởi vì mình là chủ nhân của nghiệp. Vậy khi chúng ta thừa kế cái nghiệp của mình thì tốt hơn đừng có rên rỉ. Càng rên rỉ thì càng rơi vào khổ cảnh mà thôi. Học đi, học cho đến bao giờ thấy được cái bài học về tâm linh này thì chúng ta thoát khổ, còn không cứ để cho mình khổ cho nó vừa ý của mình. Xin mời tất cả nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp khí đến chư thiên, ngưỡng cầu các ân chư thiên, trong lòng tịnh xá ngự yên hằng ngã.
trợ nhân, những người trong khắp môn lân, kiều cư châu quận được phần an cư, chúng sanh bốn loại không được, mãn thai thăm hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ chuyện quanh đó đầy, cầu cho hưng hạnh lâu dài, phát triển tri thức các ngày mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thị, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tâm hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sau thời pháp, chư thiên trong tình xa, nơi đền pháp Bồ Đề, hoặc trú sư đó đây, được cung dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tình xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, cùng thiện nam kính nữ, người trong làng châu quận, cùng các Phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc, hai sinh cùng hoàn sinh, thất sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng, dẫn đến chân giải thoát. Nguyện pháp bảo trường tồn, ta nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo kiếp. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi mừng, mẹ cha thầy tổ thân nhân, liền tiền quá vãng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khang, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, qua thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý phục, Di Đà Bồ Tát, Di Đà Bồ Tát, Su Khi Ta Bồ Tát, Ta Do, Di Đà Bồ Tát, Di Đà Bồ Tát, Su Khi Ta Bồ Tát, Ta Do, Di Đà Bồ Tát, Di Đà Bồ Tát, Su Khi Ta Bồ Tát, Ta Do, Di Đà Bồ Tát, Bồ Tát, A Sa Wa Khaya. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp chuyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai.